Ý hắn là gì vậy? Hắn đang đùa giỡn cô sao? Mục Đình Kiêu quay người nhìn đồng hồ báo thức trên tường, mới 8 giờ rưỡi, hắn lạnh lùng nói, anh bảo Sở Vân đưa em về. Hả, còn đưa cô về, không phải tối nay cô ở đây cùng hắn sao? Thế sao hồi nãy còn hôn cô đến mức đó? Tinh thần có chút tức giận, đi tới trước mặt Mục Đình Kiêu, anh làm thế là có ý gì? Cô cần biết rõ ràng, hắn đã chính thức xác nhận mối quan hệ giữa hai người chưa, hay chỉ là nhất thời xúc động rồi thôi mục đình kiêu nhìn đôi môi hơi đỏ và sưng tấy vì bị hôn của cô dùng ngón tay quẹt nhẹ một cái rồi hỏi đau không tinh thần đặt tay lên ngực nhìn hắn trả lời em đau ở đây này anh ỉ vào việc em thích anh nên anh muốn làm gì cũng được đúng không em thừa nhận là em không nên đi ăn cùng mục lý thần nhưng anh thừa nhận trong lòng anh có em khó thế sao nhất định là ông trời muốn trừng phạt cô kiếp trước đã ngó lơ hắn nên kiếp này mới để cô bị đối xử thế này kiếp trước cô lạnh lùng với hắn hết lần này đến lần khác làm hắn thương tâm khổ sở sau khi cô kết hôn cùng mục lý thần hắn nói dối là ra nước ngoài chuyển toàn bộ cổ phần dưới tay hắn cho cô hắn hiến ạng cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi thế gian này kiếp trước cô nợ hắn quá nhiều nên kiếp này đổi lại thành hắn tra ấn cô nói xong tinh thần chán nản quay người đi về phía cửa sổ kính trong suốt nửa dựa vào tấm kính quay lưng về phía hắn Mục Đình Kiêu nhìn bóng lưng cô tịch của cô, có chút đau lòng. Không phải là anh không thích em. Tinh thần thẳng lưng, có chút căng thẳng. Hắn vừa nói gì thế, đang định thổ lộ tình cảm với cô sao. Cô không nhúc nhích, yên lặng lắng nghe động tĩnh từ phía sau. Anh cần thêm một chút thời gian, anh không muốn em phải chịu khổ cùng tôi. Hiện tại anh vẫn chưa thể sống ngoài ánh sáng, em theo anh sẽ phải chịu khổ chung với tôi. Anh không muốn em phải sống cuộc sống như thế em sinh ra đã là người tỏa sáng rực rỡ, không thể sống trong bóng tối như anh được. Tinh thần lập tức quay người lại, ai nói anh không thể sống ngoài ánh sáng. Mục Đình Kiêu, em không cho phép anh nói bản thân mình như thế. Mục Đình Kiêu cười khổ một tiếng, không trả lời. Hắn là người thừa kế của Mục Gia, Mục Lão không ngừng nhắc cho hắn biết sau này Mục Thị sẽ về tay hắn. Nhưng cha con Mục Lý Thần kinh doanh tập đoàn đã hơn 20 năm nay, sao họ có thể dễ dàng vì mấy lời của ông cụ mà buông tay? mục ra cả một vũng nước sâu nếu hắn chưa có năng lực bảo vệ tinh thần hắn không muốn đưa cô vào đó nhưng mục lý thần lại không chịu buông tha cho tinh thần lên kế hoạch kéo cô vào hắn rất tức giận nhưng vật nhỏ này suốt ngày nói hắn không thích cô nói hắn không để ý đến cô nói hắn ăn xong thì bỏ hắn bước tới chỗ cô nắm lấy tay cô anh chắc chắn sẽ bảo vệ em thật tốt tinh thần buông tay hắn ra nhào vào trong ngực ôm hắn áp má vào lồng ngực ấm áp của hắn vậy anh nói anh thích em đi cô tin tưởng mục đình kiêu cô tự có năng lực tự bảo vệ mình cô sẽ không bao giờ trở thành vật vướng chân hắn mục đình kiêu gỡ tay cô ra cô lại xấu hổ ôm lấy hắn nếu anh không nói cho em nghe em sẽ không bao giờ buông tay cô ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng mục đình kiêu kéo mặt cô ra khỏi ngực hắn đừng trẻ con nữa buông anh ra trước đi Lão Phu vẫn ở đế đô, em về nhà đi cho ông yên tâm. Anh gọi cho ông nội đi, ông ấy cũng sẽ an tâm mà. Tống tinh thần. Tinh thần ngẩng đầu, dùng đôi mắt to đáng thương nhìn Mục Đình Kiêu, đến tận đây rồi còn tay không trở về, thật là mất công. Mục Đình Kiêu bị lời nói của tinh thần làm cho ngây ngốc. Hắn đẩy cô ra, ra bộ ghét bỏ, em có biết em đang nói gì không? Tinh thần dõng dạc nói lại, chúng ta đều là người lớn hết rồi, em không tin anh không muốn. Mục Đình kêu mắng, được rồi đấy, để sở vân đưa em về đi, em phải về nhà trước 10 giờ. Tinh thần nắm lấy góc của hắn, kéo mạnh, thật sự không thể ở lại sao. Mục Đình kêu thẳng thừng từ chối, không, rồi rứt tay cô ra. Được, vậy em về bây giờ, nhưng anh có thể nói anh thích em thêm một lần nữa không, he he. Mục Đình kêu, tống tinh thần, đừng đi quá xa. Khách sạn Vân Hoa, trong nhà hàng trên tầng 3, Mục Lý Thần uống rượu vang đỏ, hết ly này đến ly khác, mới một lúc hắn đã uống hết ba, 4 chai, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Hạ Nghị muốn khuyên nhủ nhưng không biết khuyên can thế nào, đành phải gọi điện thoại cho Từ Duệ. Từ Duệ đến nơi, thấy sắc mặt của Mục Lý Thần đã sợ run người, sao còn dám khuyên dân câu nào. Một giờ sau, người được cử đi theo dõi tinh thần quay lại, đưa ảnh cho Hạ Nghị. Hắn không dám nhìn, chỉ đặt chúng trước mặt Mục Lý Thần. Mục Lý Thần mở ảnh ra nhìn, thấy Mục Đình Kiêu và Tống Tinh Thần đang hôn nhau say đắm trong phòng khách sạn, cách một lớp thủy tinh vẫn có thể cảm nhận được sự kích tình của hai người. Tống Tinh Thần liên tục từ chối hắn, thậm chí ngay cả khi hắn dâng hết tài sản của mình cho cô bằng cả hai tay, cô cũng không thèm liếc mắt một cái đã cự tuyệt. Sự từ chối của cô không chỉ là cái tát vào mặt hắn, mà cô còn kéo hết tự tôn của hắn xuống chân mà dẫm đạp. Hóa ra là do cô và Mục Đình Kiêu đã sớm hẹn ước với nhau, quan hệ của họ thân thiết đến mức đưa nhau vào phòng khách sạn hôn say đắm như thế. Đôi nam nữ này dám công khai chọc tức hắn. Mục Lý Thần cầm chai 182 Lafite lên, đập nó vào tường vỡ tan. Mảnh thủy tinh nhỏ bắn ra bốn phía, những người phục vụ sợ hãi lùi hết vào trong nhà hàng. Từ dệ và hạ nghị lại càng không dám đứng lên khuyên can. Đôi mắt của Mục Lý Thần đỏ như máu, hắn ngoan lệ nói, Mục Đình Kiêu, anh nhất định cứ phải theo dành với anh đúng không? nhưng cái gì anh không lấy được anh cũng đừng hòng có được ngày hôm sau tinh thần xin nghỉ một ngày để tham dự lễ trao giải trước khi đi tạo kiểu tóc cô nhắn tin hỏi mộ đình kiêu xem hắn có đến không nhưng mục đình kiêu lạnh lùng không trả lời tin nhắn của cô tối qua cô mới tỏ tình với cô xong hôm nay lại cư xử như người xa lạ hư ừ, quen thói rồi đúng không cô tức giận gửi thêm một tin nhắn anh xác định là sẽ không nhắn lại đúng không Hai phút sau khi tin nhắn đe dọa của cô được gửi đi, Mục Đình Kiêu lại gửi thêm một lời nữa. Ừm. Cái gì vậy? Hỏi hắn định không trả lời à? Hắn còn nhắn lại như thế. Tính tình người này thật là khó chịu mà. Không nhắn lại đúng không? Vậy cô cũng sẽ không nói gì nữa, xem ai nhịn được lâu hơn. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ không bao dung với anh nữa. Khi đến phòng trang điểm, không biết tại sao, nhóm tạo hình đã đổi hết nhân sự, ngay cả lễ phục cũng đổi thành cái mới. Chiếc cài tóc hoa bạc hôm trước cũng không thấy nữa, thay vào đó là một phụ kiện ngọc trai. Tiểu đào sợ cô không muốn đổi còn đặc biệt giải thích. Hôm nay sẽ có rất nhiều tiền bối tham dự, chúng ta ăn mặc nhẹ nhàng một chút, tránh bị nói là người trẻ chèn ép sự nổi bật của nhóm tiền bối. Mặc dù nói là như thế, nhưng tinh thần trước giờ vẫn rất tự tin với ngoại hình của mình. Cô không muốn áp đảo họ, nhưng ngoại hình của cô xuất chúng, cô cũng không biết làm gì khác. Là mục đình kiêu bắt đổi à? Tinh thần hỏi tiểu đào. Tiểu đào cười giả ngu mấy tiếng, thái tử là đang suy nghĩ cho cô thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng đế đô, chúng ta tốt nhất là nên cẩn thận. Chiếc váy cúp ngực gợi cảm đã được thay bằng một chiếc váy dài mỏng, tuy kiểu dáng bảo thủ, nhưng chất liệu lại rất nhẹ nhàng. Thủ pháp điều luyện, làm cho cả bộ váy mang màu sắc phiêu diêu, chỉ cần gió thổi nhẹ là đã bay lên. Sau khi trang điểm xong, ông lão cũng mặc một bộ vest tối màu, trông rất tuần tú. Tinh thần khen, Ông nội đẹp trai quá. Ông lão rất tự hào, ông nhìn đi nhìn lại bản thân trong gương, nhìn thấy Tinh Thần mặc váy khác, liền hỏi, sao lại đổi thành cái này vậy? Cái con thử hôm qua đâu? Tinh Thần nhìn Tiểu Đào. Tiểu Đào cười gượng nói, lễ trao giải hôm nay có rất nhiều lãnh đạo, phần lớn đều là tiền bối cả đời phấn đấu vất vả, nếu chúng ta quá nổi bật thì lại thành ra vẻ trước mặt họ, lão gia, ngài nói xem có đúng không? Những lời này thật là tỉ mỉ. Tiểu Đào đúng là càng ngày càng biết ăn nói. Ông cụ lập tức đồng ý, đúng rồi, bộ này của Tinh Thần được đấy, cứ mặc thế đi. Xe đi vào địa điểm tổ chức buổi trao giải, hàng trăm phóng viên đang chờ ở hai bên thảm đỏ, những người tham dự sự kiện này hầu hết là những người nổi tiếng trong giới nghiên cứu khoa học. Phần lớn khách mời đến đều là nam giới, nên khi Tinh Thần cả ông cụ xuất hiện, họ lập tức trở thành tiêu điểm. Thứ nhất, Tinh Thần là người phụ nữ trẻ tuổi nhất tham gia, hơn nữa cô lại có ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, nên càng nổi bật trong đám khách mời. Thứ hai lão gia tử là người lớn tuổi nhất trong dàn khách mời, nhưng khí chất lại nổi trội và mạnh mẽ hơn cả những người trẻ. Một già một trẻ vừa xuất hiện, ký tên xong, người dẫn chương trình liền giới thiệu với các phóng viên, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh Tống Tinh Thần tiểu thư và ông nội của cô ấy, Tống Hưng tiên sinh. Tinh Thần và ông cụ mỉm cười, tạo dáng để phóng viên chụp ảnh. Hôm nay thời tiết rất đẹp, tấm phong để ký tên được đặt ở ngoài trời, rất lộng gió. Bỗng nhiên, một cơn gió thổi đến, tà váy của cô bay lên. Thời khắc chiếc váy cô tung bay, vô số ánh đèn flash lóe lên, vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều của cô lập tức làm các phóng viên điên đảo. Tinh thần nhanh chóng vuốt phẳng góc váy của cô, may mắn là nó đủ dài nên cô không bị hớ hình. Sau khi chụp ảnh, MC mỉm cười hỏi tinh thần, dạo gần đây việc bầu chọn lại hoa khôi ở đế đại đang rất được quan tâm trên mạng. Quả thật đó là một trận chiến rất khốc liệt và Tống Tiểu Thư đã là người chiến thắng, cô nghĩ gì về điều này? tinh thần nhìn một lượt dưới đám đông với nụ cười trên môi phát hiện ra trong số những người đi thảm đỏ sau cô có một trong những đối thủ của cô lâm gia vi hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu xanh nhạt với những cánh hoa được xếp thành từng lớp từ ngực xuống rất xinh đẹp cô ta vốn đã rất xinh đẹp hôm nay lại ăn mặc nổi bật cộng thêm nụ cười luôn thường trực trên môi đôi mắt với khí chất dịu dàng quy phái cô vừa xuất hiện đã được các phóng viên vây quanh 10 người đứng đầu trong lễ trao giải hôm nay đều là những nhà nghiên cứu khoa học có đóng góp tích cực cho đất nước. Cô ta, Lâm Gia Vi, cô ta đã làm được gì? Thế mà hôm nay lại đến đây, xuất hiện ồn ào như thế. Thật đúng là chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đánh bóng tên tuổi của mình. Tống Tiểu Thư, MC cười hỏi. Tinh thần mỉm cười, tự nhiên trả lời. Là một người nghiên cứu khoa học, phần lớn thời gian tôi đều trầm mê trong phòng thí nghiệm, không chú ý nhiều đến cuộc bầu chọn hoa khôi. Nhưng nhờ có ban giám hiệu đã công nhận tôi, giáo viên, chủ nhiệm, các bạn học của tôi cũng ủng hộ tôi, cho nên tôi mới có thể thắng cuộc. Tức là danh xưng hoa khôi của cô thực sự là được bầu chọn sao? Nhờ được mọi người ủng hộ nên tôi mới có thể giành chiến thắng. Tất nhiên là việc được đề cử vào top 10 đại nhân vật của nước Z cũng khiến tôi nổi tiếng hơn trong trường, có rất nhiều đàn anh, đàn chị đã ủng hộ cho tôi. Vì vậy, nhân dịp này Tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã trao cho tôi đề cử, góp phần giúp tôi trở thành hoa khôi của trường. Tinh thần lịch sự cảm ơn ban tổ chức khiến cho người chủ trì và MC đều rất vui vẻ, liền cười nói là do Tống Tiểu Thư rất tài giỏi, rất xứng đáng nên mới nhận được đề cử. Lúc này, Lâm Gia Vi cũng vừa ký tên xong, đang đứng cùng một thanh niên cao hớn, chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. Tinh thần rất giỏi ăn nói, gây được ấn tượng tốt với MC nên cô ấy vẫn chưa muốn kết thúc lượt phỏng vấn này. Tống Tiểu Thư, cô nghĩ hôm nay cô có bao nhiêu phần trăm sẽ thắng được giải thưởng? Tôi đến đây là để học tập các tiền bối, được nhận đề cử đã là một loại khẳng định với tôi rồi, tôi đã rất hài lòng rồi. Tống Tiểu Thư thật là khiêm tốn, tôi tin tưởng cô sẽ được chọn. Một câu hỏi cuối cùng, nếu cô lại tranh cử hoa khôi trong khi không được đề cử, cô có nghĩ là mình sẽ vẫn thắng cuộc không? Tinh thần nhìn Lâm Gia Vi đang đứng cách cô 3-4 mét, Lâm Gia Vi cũng đang nhìn cô hai đôi mắt gặp nhau trong không trung điện quang bắn ra bốn phía cô thu hồi tầm nhìn mỉm cười nhẹ nhàng tất nhiên rồi sao cô lại chắc chắn như vậy tôi vào đế đại không phải để trở thành một người nổi tiếng trên mạng hay một bình hoa di động ngay từ những ngày đầu tiên tôi đã chăm chỉ nghiên cứu và phát triển dù khó khăn đến đâu tôi cũng chưa bao giờ dừng lại tôi được chọn làm hoa khôi của trường là hoàn toàn có lý vì khi một người đủ tốt hoa và tiếng vỗ tay đương nhiên sẽ đồng hành cùng người đó đôi lông mày của lâm gia vi nhíu lại hai tay vỏ góc váy tống tinh thần công khai chế nhạo cô trước mặt truyền thông ý của tinh thần là lâm gia vi thất bại là do cô không đủ giỏi dù cho cô có cố gắng có bài trò thì kết quả cuối cùng cũng vẫn vậy tống tinh thần cô chịu đựng đủ rồi là ông trời đặc biệt cử cô ta đến để chống lại cô sao từ nhỏ đến lớn cuộc sống của lâm gia vi cô như viên minh châu sáng chói Danh tiếng của cô đã truyền ra khắp giới thượng lưu đế đô, đã bao giờ cô phải chịu qua cảnh này. Khuôn mặt của Lâm Gia Vi tràn đầy vẻ không cam lòng, trở nên vô cùng méo mó và xấu xí. MC cười nói, Tống Tiểu Thư rất tự tin, quả là một sinh viên trẻ trung, năng lượng rào dạt Được rồi, phía sau còn rất nhiều người, mời Tống Tiểu Thư và Tống Tiên Sinh vào bàn. Tinh thần nắm lấy cánh tay ông già và bước ra khỏi sân khấu vào hội trường. Cảnh thân hành đứng bên cạnh Lâm Gia Vi, ánh mắt hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên cười lạnh, cậu ta chính là Tống Tinh Thần, người phát minh ra hệ thống điều khiển bay, đoạt giải thưởng kỹ thuật khoa học công nghệ quốc gia mở à. Đúng vậy, thật ngông cuồng, còn hơn cả tôi nữa. Cậu bại dưới tay cậu ta thảm lắm à. Lâm Gia Vi nghiến răng nghiến lợi nói, cậu ta không phải là người bình thường. Cậu ta là người thừa kế của Tống Thị ở thành phố S, xuất thân không tồi, lại còn là thủ khoa cả nước trong kỳ thi đại học. À, cậu ta xếp hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học cơ à. Nhưng nếu không phải tôi học vượt, thì vị trí này sao có thể đến tay cậu ta? Lại dám ngông cuồng trước mặt tôi như vậy. Lúc này người dẫn chương trình nhìn hai người họ, cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ nổi tên, bèn mỉm cười hỏi. Chào mừng hai bạn đến với buổi trao giải, xin hỏi hai bạn đến buổi trao giải này, có gì muốn nói với mọi người không? Thái độ này hoàn toàn khác với cuộc phỏng vấn vừa rồi với Tống Tinh Thần. Lâm Gia Vi có chút tức giận, cho dù không phải là người được đề cử, cô vẫn là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng ở Đế Đô. Người dẫn chương trình này đúng là không có mắt, không nhận ra cô, thậm chí còn không nhớ ra tên cô. Nếu không phải cô đứng trước hàng trăm phóng viên, có vô số ống kính chĩa vào, cô có lẽ đã phát điên ngay tại chỗ rồi. Cảnh Thần Hành cầm micro, giới thiệu với các phóng viên trên khán đài: "Xin chào mọi người, tôi tên là Cảnh Thần Hành, đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc." Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thông báo cho tôi đến dự lễ trao giải cho 10 nhân vật đứng đầu trong nước Z. Lúc này, người dẫn chương trình mới nhận ra, ồ, là Cảnh Thần Hành tiên sinh, thật xin lỗi. Cô cười ngượng ngùng hỏi, Cảnh tiên sinh, anh nghĩ cơ hội được chọn vào top 10 của anh là bao nhiêu? Cảnh Thần Hành ngạo mạn, khinh miệt nói, vấn đề này tôi chưa bao giờ nghĩ tới, vốn dĩ tôi cũng không muốn tham gia, nhưng người hướng dẫn của tôi bảo tôi đến, nên tôi nắm chắc bao nhiêu phần trăm không quan trọng. Dù sao tôi cũng chủ đến tham dự vậy thôi. Tôi thấy buổi lễ này quá mất thời gian, không bằng để dành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn tốt hơn. Câu trả lời của hắn khiến người chủ trì rất xấu hổ, trái ngược với lời khen ngợi và thái độ khiêm tốn, lịch sự của tống tinh thần, cảnh thân hành lại khá ngông cuồng. Đều là những người trẻ tuổi, nhưng thái độ của họ lại quá khác biệt. Thái độ của cảnh thần hành khiến cho người dẫn chương trình không biết nói gì thêm, chỉ đành miễn cưỡng, cười ngượng nghịu nói, vậy mời cảnh tiên sinh ngồi vào bàn. Cảnh Thân Hành và Lâm Gia Vi cùng nhau tiến vào hội trường. Vừa qua cửa, Lâm Gia Vi đã cau mày nói, cậu không nên nói như vậy, trước mặt giới truyền thông, cậu phát biểu ngông cuồng như thế không phù hợp chút nào. Cảnh Thân Hành lơ đễnh nói, tôi là người thế nào cậu còn không biết sao. Nếu không phải tôi đã hứa với cậu là sẽ tham gia, tôi sẽ không tốn thời gian ở đây. Kể cả khi tôi không đến đây, ban tổ chức cũng sẽ gửi cúp đến phòng thí nghiệm cho tôi, vậy tại sao tôi lại phải mất công đi một chuyến? Tôi bảo cậu đến đây đương nhiên là để tốt cho cậu rồi. Cậu xuất hiện trước truyền thông nhiều một chút, tương lai sẽ dễ phát triển hơn. Cảnh thân hành cười nhạo, phát triển á, sự phát triển của tôi còn phải nhờ đến mấy tên phóng viên này sao? Cảnh thân hành, tôi làm thế này là vì tốt cho cậu thôi. Lâm Gia Vi, từ nhỏ cậu đã luôn muốn mọi người chú ý, nhưng thật sự là địa điểm hôm nay không phù hợp với cậu. Tất cả mọi người đều là người có thành quả trong nghiên cứu khoa học, hoặc là người có cống hiến to lớn cho đất nước cậu thì công hiến được gì? À, lâm gia nhà các cậu cũng góp công không ít trong việc phát triển kinh tế, coi như cậu đến đây cũng không đến mức miễn cưỡng, nhưng cậu không có tư cách thuyết giáo tôi. Cảnh thân hành nói xong, sắc mặt âm trầm, bước nhanh hơn, tiến vào đám người tìm chỗ ngồi. Lâm Gia Vi đành phải chạy theo, nắm lấy cánh tay hắn. Cảnh thân hành cũng không cự tuyệt cô, chỉ liếc nhìn cô một cái, hai tay đút vào túi quần, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Gia Vi không có thư mời, mỗi người thắng đề cử chỉ được mời một người đi cùng nên cô đã thuyết phục cảnh thần hành tham dự cô biết tống tinh thần có cơ hội đoạt giải cao cũng chính vì tống tinh thần được đề cử nên cô mới hoàn toàn bị đè bẹp trong cuộc thi hoa khôi học đường đáng ra cô không nên đến đây để tự làm mình trướng mắt nhưng nhỡ tống tinh thần chỉ được đề cử mà không giành được giải thưởng thì sao cô không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cô ta thất vọng từ khi vào trường cô đã bị tống tinh thần đè bẹp cảm giác nặng nề mệt mỏi đến mức cô khó thở Cô muốn nhìn thấy tống tinh thần thất bại, cho nên dù chỉ có một phần mười cơ hội, cô cũng sẽ tới. Thời gian vừa qua, cô thường xuyên phải chịu thất bại, sau hàng loạt đả kích, cô đã gần như mất hết tự tin. Cô muốn tận mắt nhìn thấy tống tinh thần thất thố, để lấy lại niềm tin vào bản thân. Địa điểm tổ chức lễ trao giải rộng rãi, có sân khấu lớn, ánh đèn lấp lánh và sân khấu hơi mờ, bàn tròn bày đầy trái cây, đồ uống và trà, trên ghế viết tên những người tham dự. Tinh thần và ông ngồi cùng nhau, Ông gặp được mấy người quen, đều là viện trưởng các học viện khoa học lớn, họ chủ động đi tới chào hỏi ông lão. Đương nhiên, Tống Tinh Thần lần lượt được lãnh đạo viện khoa học khen ngợi, chỉ trong vòng vài phút, hai ông cháu đã bị mọi người vây quanh, trở thành tâm điểm của hội trường. Lâm Gia Vi ngồi ở bàn chéo bên dưới, trong mắt tràn đầy bất mãn. Những sự kiện khoa học kỹ thuật thế này, người tham gia hầu hết là nam nhân, mà Tống Tinh Thần lại có thể chiếm được tâm điểm đều tại ba mẹ cô đã bắt cô học piano và khiêu vũ từ khi còn nhỏ. Họ không cho cô tham gia nghiên cứu, bây giờ muốn theo đuổi thì đã muộn. Cảnh thân hành nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ghen tị của Lâm Gia Vi, nói, cậu bất mãn chuyện gì? Mỗi người đều có sở trường riêng, mà cái gì nổi bật cậu cũng muốn tranh giành. Cậu không phải là thần thánh gì, sao có thể thành thạo tất cả các lĩnh vực được? Như nhìn cậu ta kìa, nhìn ngứa cả mắt. Tôi không muốn so sánh với cậu ta, nhưng ở trường cậu ta chèn ép tôi lần này đến lần khác, tôi sao có thể dễ chịu được? Cậu ta thậm chí còn công khai nói là đế đại có cậu ta thì sẽ không có tôi, tôi không chịu được cơn tức này. Tống Tinh Thần lại kiêu ngạo đến mức đó cơ à? Suýt chút nữa tôi đã giành được vị trí hoa khôi, lại bị cậu ta đã cướp mất. Cậu có biết tôi không cam lòng đến mức nào không? Tôi dành cả một tháng, tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực, tinh lực, lãng phí bao nhiêu tiền của, cuối cùng lại thành quảng cáo miễn phí cho cậu ta đời này của tôi chưa bao giờ uất nghẹn đến mức đó. Thôi, đừng so sánh với người khác làm gì. Lâm Gia Vi tức giận nói, cậu im đi, đừng nói mấy điều đó trước mặt tôi. Trên đời này không ai được giỏi hơn tôi, sớm muộn gì tống tinh thần cũng sẽ bị tôi đè nát. Cảnh thân hành nhìn về phía tống tinh thần, nhếch môi cười nói, tôi rất mong chờ, nhưng bộ dáng của cậu bây giờ rất xấu xí, cậu có biết không? Trước kia cậu là thiên kim tiểu thư Lâm Gia Vi cao quý, nhưng hiện tại cậu làm tôi có cảm giác như một người đàn bà trợ búa dương nanh múa vuốt, tận lực muốn chứng tỏ bản thân nhưng lại liên tục bị đánh bại. Lâm Gia Vi tức giận nói, cậu im đi. Lễ trao giải chính thức bắt đầu, mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, dưới đài một mảnh yên tĩnh. Tinh thần và ông cụ ngồi ở hàng ghế đầu, ngay từ khi người đoạt giải đầu tiên được công bố, lên nhận cúp và phát biểu cảm nghĩ, tinh thần đã chờ đợi tên mình xuất hiện trên màn hình sân khấu. Như người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba, đều không không phải cô ấy. Lâm Gia Vi ngồi ở ghế chéo phía sau cô, quan sát cô từ đầu đến cuối. Lúc này cô ta đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hóa ra Tống Tinh Thần cũng sẽ quan tâm đến những hư danh này. Tống Tinh Thần vẫn luôn tự nói bản thân thuần khiết cao thượng, luôn luôn phấn đấu vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học, còn tưởng là cô không quan tâm đến mấy danh hiệu này chứ. Đúng là đạo đức giả. Tinh thần đợi đến người thứ năm, vẫn không phải là cô, liền khẩn trương, tay có chút run lên còn một nửa cơ hội, một nửa. Thấy cô như vậy, ông lão cười nói, được rồi, sao lại khẩn trương thế? Hôm trước ta gọi, con còn nói cái gì mà con mới năm nhất, được đề cử là đã vui lắm rồi, sang năm sẽ cố gắng hơn. Nhìn xem biểu tình hiện tại của con đi, cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái cúp như muốn rớt chồng ra rồi. Tinh thần chừng mắt nhìn ông già, ông nội. Thôi, không phải lo lắng, ta vận động cho con. Tinh thần xịt một tiếng, mấy từ nhạy cảm thế này không nên nói công khai ở đây. Không phải vận động, ta gọi điện hỏi một chút không được sao. Con sẽ được giải thôi, người chủ trì trong cuộc bình chọn này là sĩ quan trong đội của ta năm xưa. Hắn nói chỉ bằng giải thưởng kỹ thuật khoa học công nghệ quốc gia mở. Nhất định phải đạt giải nhé. Lão giả vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút nóng vội nào, an ủi cô, sẽ đạt giải, yên tâm đi, nếu không chắc chắn ta đã không đến đế đô tham dự cùng con. Sau khi người chiến thắng thứ 8 kết thúc bài phát biểu dài của mình, người dẫn chương trình cuối cùng cũng bước ra. Tinh thần ngồi thẳng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô. Vẫn là nữ MC vừa nãy, cô nở nụ cười, giọng nói trong trẻo nói, người thứ 9 là một người chiến thắng rất đặc biệt. Được chính Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ và ban tổ chức cuộc thi đồng thời đề cử. Mọi mọi người xem trên màn hình lớn. Màn hình lớn đen kịt, cả không gian trở nên tĩnh lặng. Hai giây sau, âm nhạc đột nhiên trở nên ồn ào, nhiệt huyết sôi trào. Giọng nói nam thuyết minh video vang lên, người thứ 9 trong 10 người thắng giải hôm nay là một người rất đặc biệt. Cô ấy là người trẻ tuổi nhất, còn chưa đầy 18 tuổi, đã phá kỷ lục người được đề cử trẻ nhất. Cô đã luôn cố gắng học tập chăm chỉ, luôn khiêm tốn, tích cực, đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào khoa vật lý của đế đại. Chỉ trong 2 tháng nghỉ hè, cô đã phát triển hệ thống điều khiển chuyến bay, truyền cảm hứng cho cả giới nghiên cứu khoa học. Như chúng ta đã biết, trong những năm qua, lĩnh vực máy bay không người lái dân sự luôn bị các nước lớn ở châu Âu và châu Mỹ độc quyền. Máy bay không người lái trong nước dùng cho hoạt động nghiên cứu, khảo sát địa chất đều phải mua từ nước ngoài với chi phí bị đội lên 3 đến 5 lần. Do hạn chế về kỹ thuật, nước ta đã đi sau về lĩnh vực này trong suốt thời gian qua. Sự xuất hiện của cô ấy đã phá vỡ thế cân bằng, phá vỡ sự thống trị của các nước châu Âu và châu Mỹ trong lĩnh vực hệ thống máy bay không người lái trong nhiều năm qua hệ thống UAV của cô đã khiến cả thế giới phấn khích. Hệ thống điều khiển bay này đi trước các hệ thống Flying Eagle của nước M, nước S và nước F. Cô đã bổ khuyết vào chỗ trống trong công nghệ máy bay không người lái của nước ta. Đưa nước ta vượt lên trên các nước tiên tiến ở Âu Mỹ là một bước tiến chưa từng có trong quá trình nghiên cứu của lĩnh vực này. Trước đây, nếu nước Z cần máy bay không người lái, dù đã phải trả giá cao để mua về, vẫn phải nhìn sắc mặt người khác. Bây giờ vị thế đã được đảo ngược, bọn họ đến tận nơi muốn mua hệ thống tiên tiến của chúng ta. Hệ thống điều khiển chuyến bay của chúng ta đã để cả thế giới phải ngước nhìn, để họ biết nếu họ muốn độc quyền, chúng ta hoàn toàn có thể tự sản xuất. Cô đã chứng minh nước Z chúng ta hoàn toàn có khả năng tự nghiên cứu, hơn nữa thành quả nghiên cứu của chúng ta còn tiên tiến hơn phần còn lại của thế giới. Nước Z chúng ta có những thanh niên có thể phá vỡ mọi rào cản như cô ấy thì sẽ càng ngày càng trở nên hùng mạnh. Cô mới 17 tuổi đã có thể làm nước Z rạng rỡ, làm cả thế giới phải run rẩy. Sau này, những công trình nghiên cứu của cô sẽ càng ngày càng lớn, làm dạng danh quê hương đất nước. Xin mời người đạt giải thứ 9, người phát triển hệ thống điều khiển chuyến bay không người lái, tống tinh thần tiểu thư lên sân khấu. Bụp, ánh đèn sân khấu chiếu xuống, chiếu thẳng vào mặt tinh thần. Tinh thần ngồi thẳng trên ghế, làn da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp. Cô bị bài thuyết minh của nam MC làm cho cảm động, cảm thấy mình như một anh hùng dân tộc. Mặc dù hệ thống điều khiển chuyến bay được nghiên cứu với mục đích chính là chống lại mục thị và mục lý thần, nhưng bây giờ cô bỗng thấy là một người nghiên cứu khoa học, đóng góp sức lực phát triển quê hương là một lựa chọn công việc đúng đắn, vinh quang. Nữ MC hô to, xin mời. Tống tinh thần. Thấy tinh thần vẫn ngồi yên, lão giả thúc giục, còn trong váng gì nữa, lên bục nhận thưởng đi. Môi tinh thần hơi run run, ông nội, chân con hơi run. Lão giả không chừa cho cô chút mặt mũi nào, cười nói, run cái gì? Trước đó không phải to mồm lắm sao, còn tranh luận với ta cơ mà. Đến thời khắc mấu chốt lại trùn chân à, không thì để ta lên nhận giúp cho ha ha. Tinh thần sửng sốt nói, không, không cần, chỉ là con cảm giác như đang nằm mơ vậy. Quá ảo diệu rồi, con chỉ phát triển ra một hệ thống thôi mà trong video nói như con là anh hùng dân tộc vậy, con thấy hơi khó tin. Ông cụ cười to, trực tiếp thúc giục cô, thôi, đừng ở đó mà mơ với thực nữa nhanh lên sân khấu đi bao nhiêu người đang nhìn con kìa màn hình lớn trên sân khấu đang chiếu mặt con ấy tinh thần ngẩng đầu lên quả nhiên khuôn mặt đờ đẫn bối rối của cô đang nằm ở giữa màn hình lớn trời ạ à, xấu hổ quá tinh thần kiên định đứng dậy nắm lấy vạt váy đầu óc dần dần khôi phục hoạt động đi về phía sân khấu phía sau cô khán giả tất nhiên là không bao gồm cảnh thần hành và lâm gia vi vỗ tay nồng nhiệt cảnh thần hành diễu cợt Video này không tệ nhỉ, khắc họa cậu ta thật là vĩ đại, cứ tưởng là thành tựu cỡ nào, hóa ra chỉ là nghiên cứu ra một hệ thống. Lâm Gia Vi nhìn chằm chằm vào Tinh Thần, không để ý những lời của Cảnh Thần Hành. Cô ấy đã giành được giải thưởng này. Giải thưởng này là giải thưởng cấp quốc gia, chỉ những người có đóng góp lớn mới được nhận, thế mà Tống Tinh Thần lại được. Từ giờ trở đi, việc vượt qua Tống Tinh Thần sẽ còn khó khăn hơn nữa vị trí của cô ấy không còn là chỗ mà cô có thể leo lên được nữa. Lâm Gia Vi đột nhiên nắm chặt tay và đập chúng xuống bàn, đôi mắt tràn đầy sự hung tợn. Cảnh thân hành nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Lâm Gia Vi, châm chọc cười lạnh, nhìn cậu kìa, giống như một độc phụ tràn ngập ghen tị. Lâm bá bá bồi dưỡng cậu bao nhiêu năm nay đúng là công cốc mà. Trước mặt công chúng thế này, hãy thu liễm biểu tình giữ tợn của mình chút đi. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của những người cùng bàn, Lâm Gia Vi thu tay lại, dấu dưới gầm bàn. Tôi cứ tưởng là cậu ta sẽ không được giải, tôi còn đã nhờ ba gọi cho người chủ trì. Suy nghĩ của cậu thật đơn giản, cậu cũng biết cậu ta là người thừa kế của Tống Thị ở thành phố S. Tống Thị có thể coi là một con cự long ở đó, cậu nghĩ xem ông nội cậu ta sẽ kết giao với những người thế nào. Mối quan hệ của Lâm Bá Bá có thể đấu lại với ông ấy sao? Lâm Gia Vi, tôi đã cá là cậu ta không được chọn. Cảnh thân hành cười nhạo, tỷ lệ vô cùng thấp. Tôi nghe nói người mà ông nội của cậu ta có giao tình tốt nhất không phải là các đại lão trong giới nghiên cứu, mà là mục lão, gia chủ mục gia. Lâm Gia Vi quay đầu lại nhìn cảnh thần hành, thật sao? Cũng không phải là bí mật gì. Chức vị của ông cụ năm đó cũng không thua kém gì mục lão, chẳng qua là ông cụ nghỉ hưu sớm thôi. Nhưng dù là ông cụ đã nghỉ hưu, nhưng thực lực vẫn còn đó. Công việc kinh doanh của Tống Thị không lớn bằng Lâm Gia các cậu, nhưng sức ảnh hưởng và mối quan hệ của ông cụ chắc chắn không thua kém Lâm Gia. Cảnh thân hành liếc nhìn cô, tôi không hiểu tại sao cậu lại chọn chống lại cậu ta, trừ khi cậu nhìn cậu ta không vừa mắt, chứ cậu ta thực sự xứng đáng với hai chữ nhân tài đấy. Lâm Gia Vi tức giận nói, không phải là tôi không vừa mắt cậu ta, mà là cậu ta không vừa mắt tôi. Nếu cậu không gây chuyện với cậu ta, cậu ta cũng chẳng thèm dây vào cậu. Tôi mặc kệ, tôi không chịu được cảnh cậu ta ngáng đường tôi. Ở đế đô, tôi phải luôn là người đứng trên đỉnh cao, cuộc đời tôi không thể chấp nhận được vị trí thứ hai. Đại tiểu thư à, xin hãy nhìn lại năng lực bản thân đi. Lâm Gia Vi nhìn cảnh thần hành, nói, đó là lý do tại sao tôi tìm đến cậu. Hai chúng ta lớn lên cùng nhau, có thể coi như thanh mai trúc mã, cậu sẽ không thấy chết mà không cứu đâu đúng không? Ánh mắt cảnh thần hành âm trầm, cậu đã nghĩ xong thù lao cho chuyến đi này của tôi chưa? Lâm Gia Vi nhất thời nghẹn lời, không đáp lại hắn. Cảnh thần hành cũng không vội, trên mặt mang theo một tia cười lạnh, chậm rãi nói, cậu biết tôi muốn cái gì mà hãy nhớ kỹ nếu cậu muốn tôi giúp cậu cậu thì phải trả cái giá tương ứng tống tinh thần là thiên tài hiếm có muốn hủy diệt cậu ta cái giá phải trả rất lớn hồ chi sau lưng cậu ta là tống thị và mục thị đối với tôi mà nói chuyện này quá nguy hiểm mất đi người tài giỏi như cậu ta cũng là mất mát lớn cho quốc gia vừa nói cảnh thân hành vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của tống tinh thần như một con đại bàng cậu ấy rất xinh đẹp dáng chuẩn lại là hoa khôi của đế đại. Ngoại hình của cậu ấy rất hoàn hảo, nếu tôi không gặp cậu trước, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cậu ấy. Lâm Gia Vi tức giận nói, cậu im đi, người nổi tiếng nhất đế đại chỉ có thể là tôi. Trên sân khấu, Tống Tinh Thần cầm trên tay chiếc cúp và giấy chứng nhận, hai má đỏ bừng, tươi cười phát biểu nhận giải. Tôi rất vui khi nhận được giải thưởng này. Hệ thống điều khiển bay được phát triển đã đạt giải thưởng kỹ thuật khoa học công nghệ của nước Mờ, giải thưởng nghiên cứu khoa học của nước Z học bổng cao của trường và nhiều danh hiệu khác. Nhưng đối với tôi mà nói, điều quý giá nhất chính là giải thưởng này, bởi vì nhờ có nó mà tôi mới giành được chiến thắng trong cuộc đua trở thành hoa khôi của đế đại. Trong khán phòng, nhiều khán giả đã bật cười vì sự hài hước của tinh thần. Sau khi xem video giới thiệu, tôi rất phấn khích, rất cảm động. Mục đích ban đầu của tôi khi phát triển hệ thống điều khiển chuyến bay chỉ là tôi muốn mở một nhà máy sản xuất máy bay không người lái và bán sản phẩm ra toàn thế giới. Nhưng tôi không ngờ lại nhận được vinh dự như vậy. Được nhận giải thưởng cấp quốc gia là một sự công nhận đối với tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu vực dậy khoa học công nghệ, cố gắng phát triển những thành tựu khoa học công nghệ ngày càng tốt hơn. Dưới khán đài là một mảnh vỗ tay nồng nhiệt. Tinh thần lại nhìn về phía ông cụ, nói, "Cảm ơn ông nội đã đi cùng con. Đây là lần đầu tiên con tham dự một sự kiện hoành tráng như vậy, con rất căng thẳng. Cảm ơn ông nội đã ở luôn đó để cổ vũ con. Tôi cũng muốn cảm ơn giáo sư Tôn người cùng tôi nghiên cứu và phát triển, anh ấy đang ở trong phòng thí nghiệm. Nếu không có ông ấy giúp đỡ, cho dù có hai tháng nghiên cứu và phát triển ngày đêm, hệ thống điều khiển bay cũng sẽ không ra đời nhanh như vậy. Tinh thần mỉm cười, giọng nói có chút ngọt ngào, cuối cùng tôi muốn cảm ơn một người. Anh ấy không có mặt ở đây, nhưng tôi tin là anh ấy đang theo dõi tôi trên TV. Anh ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu. Thiết bị thí nghiệm không dễ mua, chi phí cũng không hề rẻ, nhưng anh ấy đã không tiếc gì mà hỗ trợ tôi hết mực, chuẩn bị cho tôi rất nhiều bộ để tôi có thể tập trung vào thí nghiệm mà không phải lo lắng gì cả. Trên tầng 2, trong phòng riêng, Mục Đình Kiêu mặc áo sơ mi trắng, đứng sau cửa kính, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tinh thần. Nghe tinh thần phát biểu, tên môi hắn nở một nụ cười nhẹ, rất ấm áp và dịu dàng. Nhìn thấy cô giành được giải thưởng, hắn rất hài lòng. Cô phải thế này, phải rực rỡ như mặt trời mặt trăng, tỏa ánh sáng của mình cho cả thế giới ngắm nhìn. Cô đã làm rất tốt và cô đã khiến hắn tự hào về cô. Trong một căn phòng riêng khác, Mục Lý Thần đứng trước cửa sổ, nhìn xuống nghe Tống Tinh Thần nói, ánh mắt u ám. Hắn biết người cuối cùng cô nhắc tới chính là Mục Đình Kiêu. Tống Tinh Thần là người phụ nữ phù hợp nhất với hắn, nhưng đáng tiếc thay, cô lại chọn ở bên Mục Đình Kiêu. Cô cự tuyệt hắn, ngay cả tài sản dưới tay hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Mục Đình Kiêu đã bí mật giúp Tống Tinh Thần tiến hành thí nghiệm mà không để hắn phát hiện ra. Thiết bị thí nghiệm máy bay không người lái chỉ có thể mua ở nước ngoài, không được bán cho người Trung Quốc, nhưng hắn ta lại có thể mua được rất nhiều. Mục Lý Thần lấy ra một điếu xì gà, không châm lửa, mà bẻ gãy nó, ra lệnh cho Từ Duệ đứng bên cạnh đi kiểm tra nguồn cung cấp tài chính của đầu tư Tinh Thần. Hắn sai rồi, hắn đã đi sai hướng. Đầu tư Tinh Thần thuộc về Tống Tinh Thần, nên hắn đã lầm tưởng nguồn vốn của cô chỉ đến từ Tống thị. Nhưng rõ ràng tài chính của Tống thị không thể dồi dào đến mức cung cấp cho cô liên tục như thế. Kế hoạch Bách Thành vẫn đang trong quá trình tích chữ đất, đã tiêu tốn hơn chục tỷ. Dự án ô tô không người lái lại càng đắt đỏ, vỏ xe, pin, hệ thống, động cơ đều là những thứ đốt tiền. Động cơ là thứ đắt nhất, hơn nữa lại chỉ có thể mua từ nước ngoài. Hiện nay, hầu hết các thương hiệu xe trong nước đều sử dụng động cơ của các công ty nước ngoài hoặc nhập khẩu nguyên kiện, đặc biệt là những hãng có phân khúc cao cấp. Cuối cùng, nhà máy sản xuất máy bay không người lái của cô đã sẵn sàng khởi công xây dựng, việc này càng cần nhiều tiền. Không có tiền, cô không thể làm được gì, thế mà hắn lại không hề nghi ngờ gì về nguồn tài chính của cô. Đầu tư Tinh Thần không hề huy động vốn, vậy tiền của nó từ đâu ra ngoài Mục Đình Kiêu ra, còn ai có thể cho cô? Mục Đình Kiêu tuy là người thừa kế của Mục gia, không có thực quyền, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đầu tư vào Tống Tinh Thần và quá trình nghiên cứu của cô? Hẳn là hắn đã bỏ lỡ một điều gì đó nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đề phòng mục đình kiêu nhưng chưa bao giờ chạm vào hắn ta vì hắn cảm thấy hắn ta không phải là mối đe dọa nhưng hiện tại số tiền mà mục đình kiêu có thể huy động được đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn đáng ngại hơn nữa là hắn hoàn toàn không biết tiền của mục đình kiêu đến từ đâu mục lý thần nắm chặt năm ngón tay đấm mạnh vào tường đến mức bật máu hạ nghị do dự định tiến lên can ngăn mục tiên sinh ngài gửi người giỏi nhất của anh đến theo dõi Mục Đình Kiêu 24 trên 24. Hạ Nghị, vâng, Mục Tiên Sinh. Mục Lý Thần đưa hai tay ra trước mặt, bàn tay dỉ máu, chảy dọc theo ngón tay, nhỏ xuống thảm. Hắn đã quá bất cẩn, luôn nghĩ rằng một đứa trẻ mồ côi như Mục Đình Kiêu sẽ không thể làm được gì, nhưng Mục Đình Kiêu lại quá thâm trầm trước tuổi, lẽ ra hắn phải sớm đề phòng hắn ta. Sau khi tinh thần phát biểu nhận giải, cô bước xuống khỏi sân khấu, các tiền bối cùng bàn lần lượt chúc mừng cô. Cô mỉm cười và làn lượt cảm ơn tất cả. Ông cụ vui vẻ nói, thế nào? Cúp có nặng không? Tinh thần đưa chiếc cúp cho ông cụ, ông nội, ông xem thử xem. Ông cụ cầm lấy chiếc cúp, khá nặng đấy nhỉ, con định đặt nó ở đâu? Ông cầm về giúp con đi, để ở nhà hoặc ở công ty đều được. Ông lão nhận lấy và vui vẻ hỏi, để ở văn phòng của ta được không? Được, để ở văn phòng của ông là cách khoe mẽ công khai nhất, ông cụ này, đúng là làm trò không biết mệt. Khi cả hai đang trò chuyện, một video giới thiệu người chiến thắng cuối cùng được chiếu trên màn hình sân khấu. Tinh thần ngồi dưới khán đài, vốn nghĩ chỉ mình cô có video giới thiệu, hóa ra người cuối cùng cũng có. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chằm vào màn hình, người này hẳn là lão tiền bối có đóng góp xuất sắc. Ông nội, ông xem kìa, người này cũng có video giới thiệu. Ừm, hai ông cháu yên lặng, tập trung nhìn về phía sân khấu. Giữa tiếng nhạc hùng tráng, Giọng nam trầm tĩnh uy nghiêm lại vang lên. Người chiến thắng thứ 10 trong buổi trao giải ngày hôm nay đến từ Học viện Khoa học Quốc gia của quốc gia Z. Anh được nhận vào lớp thiếu niên của Học viện Khoa học Trung Quốc khi mới 15 tuổi. Năm 16 tuổi, anh ta đã xuất bản một bài báo về robot công nghiệp trên tạp chí khoa học của nước Mờ, gây chấn động thế giới. Ở tuổi 17, anh đã tham gia việc tham gia lập trình, thiết kế và sản xuất robot công nghiệp, tạo nên một bước nhảy vọt về chất trong nền ngành công nghiệp robot nước nhà. Trước đây nước ta chỉ có thể dựa vào robot công nghiệp nhập khẩu, bị các nước lớn châu Âu, Mỹ cười nhạo, không sản xuất được robot công nghiệp, chỉ có thể tham gia vào công việc gia công cấp thấp. Nguồn thu ngoại hối ở nước từ một chiếc ô tô ngang với nguồn thu của các công nhân của nước ta làm ra 1.000 kiện áo sơ mi. Nhưng nước ta sẽ không cam lòng chỉ tham gia vào ngành công nghiệp gia công cấp thấp, nhận về những khoản tiền gia công rẻ mạt nhất. Ở tuổi 17, anh ấy đã thiết kế ra robot công nghiệp hàng đầu thế giới, kéo chúng ta ra khỏi ngành công nghiệp gia công cấp thấp. Ở tuổi 18, robot công nghiệp do anh thiết kế đã được ứng dụng vào các ngành công nghiệp phụ tùng ô tô, phụ kiện phần cứng, máy tiện lớn. Còn rất nhiều lĩnh vực nữa đang chờ anh cải tiến và tối ưu hóa. Tinh thần ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đoạn video, đột nhiên nói với ông già, "Ông nội, hả? Con đã bị đè bẹp rồi. Người này mới 15 tuổi đã được vào lớp thiếu niên của Viện Hàn lâm Khoa học, 16 tuổi đã xuất bản luận văn" 17 tuổi đã cho ra thành phẩm được ứng dụng rộng rãi. Robot công nghiệp của cậu ta còn đóng góp cho nước nhà nhiều hơn con. Con đã hoàn toàn bị cậu ta lấn át rồi. Cô luôn tự tin vào kiến thức chuyên môn của mình, có thể nói cô tự tin rằng cô không có đối thủ trong số các bạn cùng lứa, chính vì vậy mà cô có thể cuồng ngôn như vậy. Nhưng bây giờ, tại lễ trao giải này, cuối cùng cô cũng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên là gì? Cô 17 tuổi mới được người ta biết đến, trong khi cậu ta mới 14 15 tuổi đã danh dương thiên hạ, công hiến của cậu ta cũng là thứ mà cô không thể so sánh được. Khoảng thời gian này đối với cô quá suôn sẻ, có sự giúp đỡ của Mục Đình Kiêu, cô không còn lo lắng về kinh phí và quản lý. Ở trường, cô đè bẹp Lâm Gia Vi về mọi mặt, mọi chuyện đều phát triển theo đúng kế hoạch của cô. Cuộc sống quá thuận lợi đến mức cô tưởng mọi thứ đều sẽ dễ dàng. Hôm nay cuối cùng cũng thấy có người cùng lứa tuổi giỏi hơn cô, đè bẹp cô ở lĩnh vực nghiên cứu phát triển mà cô tự tin nhất. Giọng nam tiếp tục thuyết minh một cách hoành tráng, các robot công nghiệp thông minh AI do anh phát triển đã thâm nhập vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau, khiến lĩnh vực tình báo AI của Trung Quốc có bước nhảy vọt về chất, vượt qua các nước như Hoa Kỳ và Nhật Bản về nhiều mặt. Sự xuất hiện của thiên tài này đã thay đổi cái nhìn hạn hẹp của các cường quốc quốc tế về nước ta và đưa nước ta lên hàng đầu về ngành công nghiệp trí tuệ AI. Anh ấy là Cảnh Thân Hành, 18 tuổi, đến từ Học viện Khoa học Quốc gia. Xin kính mời người chiến thắng cuối cùng trong top 10 người có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn Trung Quốc, Cảnh Thần Hành. Thần Hành, cái tên này rất quen, chắc chắn cô đã từng nghe thấy ở kiếp trước, nhưng trí nhớ về nó lại rất mơ hồ. Ồ, nhớ ra rồi. Khi Lâm Gia Vi tiếp cận cô, cô ta có một người bạn trai tên là Cảnh Thần Hành, hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, thậm chí xuất thân của họ cũng tương đồng. Chính vì Lâm Gia Vi có Cảnh Thần Hành bên cạnh, nên tinh thần chưa bao giờ nghĩ rằng lâm gia vi tiếp cận cô vì muốn thế chỗ cô và cưới mục lý thần cảnh thần hành là một nhân tài và mục lý thần đã cố gắng hết sức để thu phục anh ta bốn người họ thậm chí còn từng ăn tối riêng cùng nhau cho đến khi cô bị đẩy đến hoàng đình thì cô không có tin tức gì về hắn nữa toàn bộ hội trường im lặng một tia sáng chiếu thẳng vào bàn chéo phía sau tinh thần cô nhìn theo ánh đèn nhìn thấy cảnh thần hành và lâm gia vi đang ngồi cùng nhau ở bàn sau vừa rồi Lâm Gia Vi đã cùng hắn đến đây. Khi tinh thần quay lại, miệng Lâm Gia Vi hơi nhếch lên, nhìn cô với đôi mắt kiêu hãnh, công khai khiêu khích anh. Hừ, tống tinh thần đạt được giải thưởng thì sao, còn có người nổi bật hơn cô ta. Cảnh thần hành đang ngồi bên cạnh cô, dù là danh tiếng, sức ảnh hưởng hay thành tích nghiên cứu phát triển, cũng đủ để đè bẹp tống tinh thần. Tống tinh thần rất không vui. Vốn là đấu một trọi một, thế mà Lâm Gia Vi lại tìm người trợ giúp, lại còn là một cao thủ lợi hại tinh thần thu ánh mắt lại đặt tay lên bụng thuyết phục bản thân không được tức giận cảnh thân hành lợi hại là do hắn đã tham gia vào lĩnh vực robot công nghiệp còn cô cô mới chỉ bắt đầu vào năm nay chỉ cần có đủ thời gian cô chắc chắn sẽ thắng không được tức giận phải bình tĩnh tiếp tục cố gắng tống lão ra nhìn thấy nàng như vậy từ khi cô đến đế đô đã luôn rất tự tin là do mọi chuyện của cô quá thuận lợi hiện giờ cô lần đầu tiên bị người khác áp chế khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu. Ông cụ có chút vui sướng khi người gặp họa, cười, "Sao, áp lực à?" "Có một chút." "Chỉ một chút thôi thôi à, cậu chàng này có vẻ cống hiến rất nhiều đó." "Chả liên quan. Hoàn cảnh lúc nhỏ của con và cậu ta khác nhau nhiều. Nếu con có điều kiện nghiên cứu sớm hơn vài năm, con tự tin sẽ không thua kém gì cậu ta." "Cậu ta 15 tuổi đã được vào đại học, con tin con cũng có khả năng đó." Tinh thần đột nhiên dừng lại giữa câu không tiếp tục. Ông cụ nghe thế, quay sang tự trách, đều là lỗi của ông nội, làm con bị chậm trễ. Đáng ra ta nên đưa con về bên cạnh sớm hơn, có khi bây giờ con đã giỏi hơn cậu ta nhiều. Tinh thần không quan tâm, cười nói, ông nội, con không trách ông. Ta biết, nhưng ta luôn băn khoăn về điều này. Không sao đâu, con sẽ bắt kịp rồi vượt qua cậu ta. Cảnh thân hành không mặc lễ phục, mà là mặc quần áo màu sáng, chân đi giày thể thao, tay đút túi quần, nhàn nhã bước lên sân khấu. Hắn khá cao, cao khoảng 1m8, nước da trắng ngần, ngũ quan tuấn tú. Hắn bước lên sân khấu nhận cúp và giấy chứng nhận. Lần này, người trao giải là một ông già tóc bạc, phó chủ tịch một viện nghiên cứu khoa học. Ông đưa tay ra định bắt tay hắn nhưng hắn không bắt lại. Ông ngượng ngùng rụt tay lại. Nữ MC thấy người lên nhận giải là cảnh thần hành thì đưa micro cho MC Nam để hắn phỏng vấn. MC tiến lên, Mỉm cười nói với Cảnh Thần Hành, "Chúc mừng Cảnh tiên sinh đã giành được giải thưởng. Xin mời anh phát biểu nhận giải." Cảnh Thần Hành bước về phía trước một cách tự hào, đứng trước micro, đôi mắt hoa đào của hắn hơi nheo lại, quét một vòng qua đám đông, sau đó dừng lại trên khuôn mặt của Tinh Thần. Hắn cười khinh miệt, "Hôm nay tôi đến đây, ngoài do yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, còn có một lý do quan trọng khác nữa. Nghe nói tuổi tác của người phát triển ra hệ thống điều khiển chuyến bay xem xem tuổi tôi lại là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm vừa rồi. Cô ấy đã khơi dậy trí tò mò của tôi. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tôi đã từng nhận định là trong số những người bạn cùng trang lứa, không ai có thể là đối thủ của tôi. Nên hôm nay tôi đến đây là muốn khiêu chiến người này, tống tinh thần tiểu thư, chúng ta chơi một trò đặt cược trong một năm, cô thấy thế nào? Tinh thần sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Cô và cảnh thần hành không hề quen biết nhau, tính cả kiếp trước, họ chỉ gặp nhau một lần, cùng ăn một bữa cơm. Cộng cả hai kiếp lại, cô chưa từng đắc tội hắn. Sao tự dưng hắn lại đi hạ chiến thư với cô chứ? Lão già cũng không vui, tinh thần và hắn vốn thuộc hai lĩnh vực khác nhau, hệ thống máy bay không người lái làm sao có thể so sánh với robot công nghiệp. Hơn nữa, hắn đã mở rộng lĩnh vực nghiên cứu sang trí tuệ nhân tạo. Trí thông minh AI được sử dụng rộng rãi, vượt xa ứng dụng của máy bay không người lái dân sự. Hai người họ không thể nào so sánh với nhau được rất nhiều người dưới khán đài bắt đầu bàn tán xôn xao, cho rằng thanh niên này quá điên cuồng, rõ ràng là đang dẫm đạp lên người khác. Máy bay không người lái và robot công nghiệp, robot công nghiệp có phạm vi ứng dụng rộng hơn, mà hắn lại lấy ưu thế này chỉ thẳng mặt tinh thần mà khiêu chiến, cái này không phải là ép người quá đáng sao. Tinh thần ngồi yên tại chỗ, một tia sáng từ sân khấu chiếu thẳng vào mặt cô, khiến cô không thể làng tránh. Lão giả có vẻ hơi tức giận, nói với cô, tinh thần, con có thể từ chối, không có gì đáng xấu hổ cả. Hạ chiến thư công khai ở đây, thật là quá đáng. Cảnh thân hành đến đây là ra mặt giúp Lâm Gia Vi khiêu chiến với cô, sao họ có thể cho phép cô làng tránh. Một khi Lâm Gia Vi đắc chí, sau này cô ta sẽ dẫm lên mặt cô, kiếp trước cô bị cô ta hại thảm như vậy, cuối cùng còn đến mức bị kéo chớt trên cao tốc. Kiếp này sao cô có thể khiến Lâm Gia Vệ đắc ý? Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp, có vô số khán giả theo dõi trên TV, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, giới truyền thông đang rầm rộ quảng bá chiến dịch tranh cử hoa khôi của cô, mức độ nổi tiếng của cô không kém gì các ngôi sao trong làng giải trí. Cô bị ép vào đường cụt, bất kể núi đao biển lửa phía trước, cô không hề có lối thoát nào khác ngoài tiến lên. Người giúp đỡ Lâm Gia Vi thực sự tàn nhẫn. Hắn ta công khai hạ chiến thư ở đây, không hề muốn cho cô bất cứ cơ hội nào để cự tuyệt. Lúc này, điện thoại di động trong túi sách vang lên, tinh thần mở túi sách lấy điện thoại ra, trên màn hình nhìn thấy là mục đình kiêu đang gọi cô trả lời điện thoại trước mặt mọi người mục đình kiêu trầm giọng chỉ nói với cô một câu nếu em không muốn nhận thì cứ từ chối anh ta đi anh sẽ bảo vệ em từ chối không có gì xấu hổ cả cả ông cụ và mục đình kiêu đều muốn cô từ chối nhưng cô trời sinh phản nghịch cô tự thấy cô không thua kém bất cứ người nào đối thủ lại nhảy vào mặt khiêu khích cô sao có thể rút lui không cô sẽ không hèn nhát như thế. Nữ MC bước xuống và đưa micro cho cô. Tinh thần đứng dậy, bình tĩnh đối mặt với cảnh thần hành trên sân khấu, đôi mắt sáng rực. Tôi muốn biết cậu muốn cược thứ gì. Cảnh thần hành đứng sau micro nhíu mày, có chút ngoài ý muốn khi cô đứng lên. Không tồi, có cốt khí. Hắn đánh giá cao cô gái này. Cảnh thần hành nở nụ cười tà ác, trong vòng một năm, lấy những khó khăn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật làm mục tiêu. Ai giải quyết được nhiều vấn đề nhất, lấy được nhiều chứng nhận cấp A trở lên nhất sẽ thắng. Nếu số lượng bằng nhau thì sẽ so đến số lượng bằng sáng chế. Nếu cậu thua thì sẽ bị đuổi khỏi đế đại, cả đời này không được tham gia vào nghiên cứu khoa học nữa. Sao, cậu có dám cá không? Điều kiện này quá bất công, lĩnh vực AI của cảnh thần hành được kết hợp với robot công nghiệp, bất kỳ sự điều chỉnh nhỏ nào cũng đều là dự án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Tổng tinh thần khó khăn hơn hắn rất nhiều. Hắn có phải không thích Tống Tinh Thần không, sao lại cố tình nhắm vào cô như vậy? Thành tựu nghiên cứu và phát triển của Tống Tinh Thần tuy không lớn bằng hắn, nhưng thị trường máy bay không người lái dân sự và máy bay không người lái nhỏ rất rộng lớn, mà Tống Tinh Thần là một tài năng hiếm có và không thể thiếu trong lĩnh vực này, nếu cô không được phép tham gia nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này sẽ là một tổn thất to lớn cho đất nước. Ngay cả người trao giải và ban tổ chức cũng không thể chịu đựng được nữa. Phó chủ tịch viện nghiên cứu hứa nói: cậu có cử oán với tống tinh thần à, sao lại cứ nhắm vào cô ấy thế? Có thể là cô ấy không hoạt động sâu rộng như cậu trong lĩnh vực và ứng dụng, nhưng cậu làm thế này là ức hiếp người quá đáng rồi. Cảnh thần hành không để ý đến phó chủ tịch hứa, đôi mắt anh ta rất bình tĩnh, nhìn tinh thần với vẻ khiêu khích và nói, sao, cậu không dám cá sao. Chớt tiệt, trong đầu tinh thần lần đầu tiên tuôn ra một chàng chửi bậy. Người này thật sự rất kiêu ngạo, đây là lễ trao giải trên truyền hình, một trong những sự kiện lớn nhất trong nước, thế mà ngay lúc này, cậu ta lại đưa ra một chiến thư với điều kiện hà khắc như thế. Hơn nữa, mọi người dường như đều cho rằng cô không thể thắng được cậu ta. Quả thực máy bay không người lái không bằng robot công nghiệp thông minh AI, nhưng điều đó không có nghĩa là cảnh thần hành có thể nhảy vào mặt cô mà khoe khoang. Thật không thể chịu nổi. Tinh khí nóng nảy của tinh thần đã bị hắn ta khơi dậy. Tinh thần nghiến răng nghiến lợi, nín thở nói, tôi thắng thì sao? hắn đứng trên sân khấu cười mỉa mai. Tống tiểu thư, cô thật tự tin, cô nghĩ cô có thể so sánh với tôi ở điểm nào. Chưa kể lĩnh vực chúng ta tham gia khác nhau, cho dù chúng ta có giống nhau thì cũng không ai có thể là đối thủ của tôi. Tinh thần khịt mũi khinh thường, không biết trời cao đất dày. Nhiều người nói cô kiêu ngạo, nhưng so với cảnh thần hành, cô vẫn quá khiêm tốn. Tinh thần không nói nhảm với hắn nữa mà hỏi, nếu tôi thắng, từ đó về sau cậu sẽ làm việc cho tôi, tất nhiên không cần quá lâu, 10 năm là đủ rồi. So với điều kiện của cảnh thần hành là yêu cầu cô rời khỏi cộng đồng nghiên cứu khoa học, điều kiện của tinh thần rất khiêm tốn và nhân từ, nhưng làm việc cho cô suốt 10 năm cũng là điều quá mất mặt. Dù sao bọn họ cũng là đối thủ, mà xét về mức độ nổi tiếng và phạm vi ứng dụng công nghệ, tống tinh thần đều không thể so sánh với hắn. Nếu hắn thua, không những xấu hổ, mà hắn còn trở thành trò cười trong giới các tài khoản của các phương tiện truyền thông tự do sẽ chỉnh sửa video về sự kiêu ngạo của hắn và đăng lại nó trên các trang web lớn, nó sẽ trở thành một vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa trong cuộc đời hắn. Suy cho cùng, chính hắn là người tìm kiếm rắc rối, nhắm vào một tiểu cô nương, yêu cầu cô rút lui khỏi cộng đồng nghiên cứu khoa học. Tinh thần ngước mắt lên, đối mặt với cảnh thần hành với một nụ cười rạng rỡ. Sao? Cậu không dám à? Người này là một trong những đối thủ khó nhằn nhất mà Tinh Thần gặp phải kể từ khi đến Đế Đô. Anh ta là thanh mai trúc mã của Lâm Gia Vi, là tấm vương bài mạnh mẽ nhất trong tay cô ta. Nhưng hắn ta là một thiên tài, trong lĩnh vực chuyên môn không ai có thể sánh được với hắn. Nếu sau này hắn ta đầu quân cho Mục Lý Thần, đó sẽ là một đòn nặng nề đối với Tinh Thần. Robot công nghiệp thông minh AI có tiềm năng rất lớn trong tương lai và sẽ dần dần sẽ thay thế ngành lao động chân tay. Hơn nữa nếu cô muốn sản xuất xe không người lái và máy bay không người lái cũng như sản xuất các bộ phận và linh kiện, cô ấy cũng cần robot công nghiệp thông minh AI. Vì vậy, nếu cô có thể đào người này đến chỗ mình trước. Nhưng một người kiêu ngạo như vậy thật khó đối phó, anh ta lại đang ở phía đối thủ, bắt tay với Lâm Gia Vi chèn ép cô. Cảnh thân hành đặt tay lên chán hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng đầy châm chọc. Tống tinh thần, cậu cho rằng tôi sẽ thua cậu sao? chuyện tương lai đâu ai biết trước được. Vậy cô cho là viện nghiên cứu khoa học của chúng tôi sẽ thua xưởng nhỏ của cậu sao? Bà mẹ nó, người này nói chuyện thật là khó chịu, luôn cố đè cô xuống dưới đất. Tinh thần chống trả, ai biết được, có khi một hệ thống nghiên cứu khoa học lớn sẽ bị xưởng nhỏ phản công đấy. Phụt. Nhiều tiền bối xem cuộc vui dưới khán đài đã bị tinh thần làm cho tức cười. Mặc dù cảnh thần hành thách thức một tiểu cô nương nhỏ hơn hắn một tuổi trước mặt mọi người là có phần quá đáng. Rất nhiều người cảm thấy hắn đang cố bắt nạt người khác, nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, họ mới thấy giới trẻ ngày nay thực sự tràn đầy năng lượng. Người nào cũng chiến đấu hết mình, không chịu thừa nhận thất bại. Họ thực sự đã già rồi, thiên hạ, tương lai của nước Z đang dần về tay những người trẻ như những người kia. Tổ quốc có một lứa tuổi trẻ đầy cá tính và sáng tạo như họ, quả là tương lai đầy hứa hẹn. Họ nên yên tâm. Vì vậy, lúc này không ai nói gì, để yên cho họ đàm phán chỉ là điều kiện Tống Tinh Thần không thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu khoa học của cảnh thần hành quá khắc nghiệt. Đúng lúc đó, chủ tịch Trần của ban tổ chức đứng lên nói, nếu Tống Tinh Thần thua, cô ấy sẽ không thể tham gia nghiên cứu khoa học, đây sẽ là một tổn thất lớn đối với hệ thống UAV của nước ta. Chúng ta thay đổi điều kiện này một chút được không? Chủ tịch Trần vừa mở lời đã được rất nhiều tiền bối đồng ý. Giám đốc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cũng nói, vậy thì hãy để cô ấy đến Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và làm trợ lý cho cậu đi cô ấy là thiên tài trong lĩnh vực phát triển hệ thống sẽ thật đáng tiếc nếu cô ấy không được tham gia vào nghiên cứu và phát triển việc nghiên cứu hệ thống ai cũng cần những người như cô ấy các tiền bối chuyện thật thẳng thắn cứ như vậy mà khẳng định cô sẽ thua cuộc chức cảnh thần hành ngay cả kết cục của cô cũng được sắp xếp trước làm trợ thủ của hắn tinh thần nghe họ nói rất tức giận nhưng cô không thể cãi lại các tiền bối và lãnh đạo tức quá mà nhưng cô không ngờ cảnh thần hành lại trực tiếp từ chối dùng giọng điệu rất chán ghét nói lấy cấp độ của cô ấy mà cũng có tư cách làm cấp phó của tôi sao a à, hắn lại còn nói cô không đủ tư cách tay cầm micro của tinh thần run lên cô thực sự muốn vứt micro đi hai tay chống nạnh mà chửi đồng như mấy người đàn bà chợ búa ngoài kia trong lĩnh vực phát triển hệ thống mà hắn lại còn dám nói cô không đủ trình độ tinh thần tức giận đến tim gan phèo phổi đều đau nhức nhìn thấy cô như vậy ông lão cười nói hãy chú ý đến hình ảnh của con hãy cười lên đừng nhìn xuống máy ảnh đang chĩa vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của con đó trước đó cô còn giễu cợt khuôn mặt xấu xí vặn vẹo của lâm gia vi nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi nhanh như thế mà đã đến lượt cô rồi nhưng cô thực sự rất tức giận tinh thần thở ra bình ổn lại cơn tức giận trong lòng cực lực lấy lại khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nụ cười rộng lượng lộ ra hàm răng trắng đều đặn nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa cảnh thần yên. Tên khốn kiếp, bà mẹ cậu chứ, còn chưa biết ai sẽ thắng đâu, cậu dám hung hãn trước mặt tôi, khiến nhiều tiền bối đánh giá thấp tôi. Đợi đó, tôi chắc chắn sẽ đánh trả và làm cho tất cả mọi người phải câm miệng. Chủ tịch Trần lại nói, không cho phép cô ấy tham gia nghiên cứu khoa học sẽ làm đất nước mất đi một nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc, tiền đồ vô lượng. Cảnh thần hành, tôi không thể đáp ứng điều kiện này của cậu. Cảnh thần hành mỉm cười, khinh thường nhìn tinh thần. "Ồ, còn có người ra mặt thay cậu nói chuyện kìa. Thế này đi, tôi cũng không muốn làm khó cậu. Nếu cậu thua, bất kể cậu tối ưu hệ thống bay đến thế hệ thứ mấy, cậu đều phải đưa cho tôi cả xưởng nhỏ của cậu nữa." Phòng thí nghiệm của cô còn có một đại lão trong lĩnh vực pin graphene, tuy còn chưa thành công, nhưng đưa hết cho cậu ta là quá nhiều. Giáo sư Tôn và Từ Thành Xương đều là nền tảng của phóng thí nghiệm của cô, không ai được phép chạm vào tinh thần đột nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cảnh thân ngôn nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô, cười giễu cợt nói, sao vậy, cậu không dám đánh cược sao? Tinh thần nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, nhân sự trong phòng thí nghiệm của tôi, không ai được động vào. Chỉ là một xưởng nhỏ tồi tàn, có gì mà không thể động vào. Trong nước có vô số phòng thí nghiệm kiểu xưởng nhỏ như của cậu, cậu nghĩ tôi thực sự có hứng thú à? Tôi chỉ dùng máy bay không người lái của bạn để chơi thôi. Đừng nói là tôi cố tình nhắm vào cậu, chỉ là cậu quá kiêu ngạo trước mặt tôi, làm tôi rất khó chịu. Dù tinh thần có lòng tin, cô có thể thắng vụ đánh cược này, nhưng dù tỷ lệ thua là một phần vạn, cô cũng không thể chấp nhận, cô thực sự không thể nhường lại phòng thí nghiệm cho hắn. Từ thành xương rất lợi hại, tương lai hắn sẽ trở thành người giỏi nhất thế giới về mặt graphene. Haha, chưa gì đã sợ thành như thế rồi. Phòng thí nghiệm nhỏ của cậu đâu có hiếm lạ gì một câu xưởng nhỏ và hai câu phòng thí nghiệm nhỏ, người này làm cô điên lên mất. Bây giờ cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng, trước thư viện, trước mặt rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học cấp cao, cô chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy chưa. Nhưng không còn cách nào khác, cô vẫn phải chịu đựng. Một lỗ dò dỉ nhỏ sẽ đánh chìm một con tàu lớn, cô thật sự không thể thua được. Tinh thần nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cảnh thần ngôn, không nhịn được thở dốc. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên là giáo sư tôn đang gọi cô trả lời trước mặt mọi người giáo sư tôn đang xem tv ông giận dữ nói với tinh thần thằng nhóc đang muốn ngồi lên đầu cô đó cô sợ cái gì đồng ý với hắn đi không phải chỉ là so sánh thành quả nghiên cứu khoa học thôi sao cả đời này tôi làm nghiên cứu chưa phải sợ ai không phải trần trừ nữa chúng ta có thể thắng dữ liệu pin sạc đã ổn định chỉ cần tối ưu hình thức để nó đẹp hơn một chút chúng ta có thể xin cấp bằng sáng chế. Tinh thần, cô có đang nghe không? Sao không nói gì? Tinh thần cắn môi, khó khăn nói, giáo sư, tôi thật sự không thể mất đi ông và phòng thí nghiệm. Vậy nên càng phải đánh cược với hắn. Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Hắn dám nói chúng ta là một xưởng nhỏ, liệu một xưởng nhỏ có thể đoạt được giải thưởng kỹ thuật khoa học công nghệ quốc gia mở không? Tôi đã dạy học mấy chục năm, đã dạy qua vô số học sinh, không thiếu những người thông minh hơn hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám ngồi lên đầu tôi thế này. Tức chết tôi. Tinh thần chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã được đưa cho Từ Thành Sương. Từ Thành Sương không nóng giận như giáo sư Tôn nhưng vẫn tức giận. Cô cứ đồng ý với hắn ta đi. Đợi pin của tôi phát triển ra thành phẩm, tôi sẽ hạ gục hắn ta. Lĩnh vực ứng dụng của Graphene rộng hơn so với robot công nghiệp. Từ đại ca, tôi. Đồng ý đi, không sao hết, nếu hắn thực sự thua, chúng ta giao lại phòng thí nghiệm cho hắn chúng ta sẽ đi hết ra ngoài cùng nhau phát triển lại từ đầu nếu không dạy cho hắn một bài học hắn còn tưởng mình là người trên trời quá là kiêu ngạo rồi đừng sợ tinh thần chúng tôi sẽ luôn đứng về phía cô chúng ta sẽ cùng nhau hạ hắn tinh thần hai mắt đỏ lên nói cám ơn từ đại ca tôi sẽ luôn luôn đứng sau hỗ trợ cô vâng tinh thần đặt điện thoại xuống nhìn cảnh thần hành trên sân khấu tôi đồng ý với cậu nếu tôi thua, tôi để lại phòng thí nghiệm và nhà máy máy bay không người lái cho cậu. Nếu cậu thua, cậu sẽ làm việc cho tôi trong 10 năm. Hãy nhớ những gì cậu đã nói. Cảnh thân ngôn đứng ở trên đài vỗ tay, rất đắc ý. Ồ, vậy thì tốt, cuối cùng cũng dám ứng chiến. Yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cậu thua thật thảm hại để cho mọi người biết ai mới là thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất. Bộ dáng này của hắn thực sự rất gợi đòn, hắn là là người đầu tiên làm tinh thần sục sôi suy nghĩ muốn gọi đàm ca và kiều thâm đến tẩn cho một trận. Trung sáng rời khỏi cơ thể cô và toàn bộ hội trường trở lại im lặng. Tinh thần ngồi xuống và bình tĩnh lại. Ông cụ nghiêm mặt nói, con khó chịu à. Không sao, kể cả khi cho hắn phòng thí nghiệm, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa là được. Không sao hết, ta sẽ lại đầu tư xây nhà máy cho con. Ông nội, con không thể thua được. Nếu mất đi giáo sư Tôn và Từ Thành Sương, con sẽ bị tổn thất nặng nề cứ điều chuyển hết người đi trao lại cho cậu ta phòng thí nghiệm chống không thôi cho dù chỉ giao phòng thí nghiệm cho hắn thì tìm địa chỉ mới cũng rất đắt đỏ con sẽ không cam lòng giao ra con ấy chúng ta đã đánh cược không cần phải miễn cưỡng chỉ là một mảnh đất không là gì cả khoảng thời gian một năm này con còn có một cuộc đánh cược với tinh nhật gánh nặng đã lớn lắm rồi con có thể làm được mà ừ nhớ kỹ dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc của con con không cần phải sợ gì cả tinh thần cười nói ông nội con thật sự không sợ con chỉ không muốn mất bọn họ thôi đừng lo lắng con rời đi thì bọn họ cũng sẽ rời đi lòng người là thứ khó mua nhất ngoài điều này ra con còn sợ gì nữa không chàng trai trẻ này là người có năng lực nhưng đáng tiếc là lại là người không tâm cần người chỉ lối nếu nó thua một nữ sinh nhỏ tuổi hơn mình điều đó sẽ thành bài học mà nó ghi nhớ suốt đời, tương lai nó sẽ biết kiềm chế bản thân. Được rồi, ông nội, con sẽ cố gắng. Tinh thần nói chuyện cùng lão nhân mấy câu, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh thần hành đang thong thả đi xuống sân khấu. Cảnh thần hành cố ý dừng lại trước mặt tinh thần, nói, cậu thực sự dám ứng chiến, tôi đánh giá thấp cậu rồi. Tôi cũng thế, tôi không ngờ cậu lại có thể đem tiền đồ của bản thân ra đánh cược, chỉ để bảo vệ Lâm Gia Vi ha tiền đồ câu cho rằng tôi nhất định sẽ thua cậu sao đúng là ngây thơ ngây thơ cảnh tiên sinh anh hãy nhìn thật kỹ thông tin của anh trên mạng rất đầy đủ tôi có thể tra cứu lý lịch của anh tôi cũng biết phương hướng nghiên cứu phát triển của anh còn anh anh biết về tôi được bao nhiêu anh chỉ biết về máy bay không người lái của tôi mà dám hạ chiến thư với tôi đúng là không biết trời cao đất dày ha 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 còn nói tôi không biết trời cao đất dày Bao nhiêu nhiều người nói tôi kiêu ngạo, Tống Tinh Thần, cô mới chính là người kiêu ngạo, điên cuồng nhất mà tôi từng thấy. Bình thường thôi, tôi không bao giờ khách khí với những người như anh. Hay cho câu không khách khí, đợi đến khi chúng tôi tiếp quản nhà máy của cô, đừng có mà khóc nhẹ. Nếu không phải đây là nơi công cộng, Tinh Thần thật sự muốn dùng ảo ức với hắn, thật là lắm mồm. Tinh Thần đáp trả, anh cũng vậy, khi về làm việc cho tôi, đừng phàn nàn về việc bị đối xử bất công, vất vả Ngày đêm điên đảo nhé. Tôi sẽ không đâu, ha ha ha, bởi vì cô không có cơ hội. Nói xong, hắn bước về chỗ ngồi với nụ cười kiêu ngạo. Tinh thần hít một hơi thật sâu để xoa dịu cơn giận đang dâng trào trong lòng. Đối phó với loại người này chắc phải tổn thọ 10 năm mất. Bình tĩnh nào, đừng tức giận, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để nghiền nát hắn. Trong một phòng riêng trên tầng 2, Mục Lý Thần nhìn qua cửa kính và tầm mắt hắn rơi vào mặt cảnh thần hành. Bàn tay bọc trong băng trắng nhẹ nhàng sờ cằm, đôi mắt sâu thẳm kiểm tra toàn bộ tư liệu về người này cho tôi. Hạ Nghị cúi đầu đáp, "Vâng, Mục tiên sinh. Người này là một thiên tài khó gặp, ở mọi phương diện đều vượt qua Tống Tinh Thần." Tống Tinh Thần là thiên tài hiếm có, nhưng cảnh thần hành lại càng nghiêm túc hơn, tài năng hiếm có như vậy, hắn càng phải thu phục. "Hãy tìm cách đào hắn ta về, không cần biết phải sử dụng đến thủ đoạn nào." Từ Duệ nói, "Vâng, Mục tiên sinh." Tôi sẽ phái đội quan hệ công chúng tốt nhất đến đàm phán với hắn. Đừng, hãy đến Học viện Khoa học Trung Quốc nhờ người hướng dẫn của hắn sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau một lần. Vâng, mục tiên sinh. Mục lý thần xua tay, từ dệ lùi lại. Hắn đứng trước cửa kính, dùng ánh mắt nham hiểm nhìn tống tinh thần đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Tôi sẽ cho cô biết rằng cô đã lựa chọn sai. Trên đời có quá nhiều người giỏi hơn cô, hắn rất ngưỡng mộ cô nhưng cô lại cự tuyệt hắn. Sau này, cô sẽ hối hận vì đã bỏ qua hắn mà chọn mục đỉnh kiêu. Chủ tịch Trần phát biểu bế mạc và trêu chọc về vụ cá cược ngày hôm nay giữa Tinh Thần và Cảnh Thần Hành, hai bạn trẻ đã khiến rating của buổi lễ tăng vọt, đỉnh điểm có hơn 100 triệu người xem trực tuyến cùng lúc. Cảnh Thần Hành ngồi xuống và liếc nhìn Lâm Gia Vi. Lúc này ánh mắt Lâm Gia Vi vẫn dán chặt vào Tống Tinh Thần, trên mặt không giấu được vẻ kiêu ngạo, mỉm cười, tâm tình vui vẻ nhìn thấy tống tinh thần khó xử, thật là không mất công cô đến đây một chuyến. Cậu vui lắm à? Vui chứ, tôi nhập học lớp vật lý lớp 805 đã hơn 2 tháng, từ đầu đến cuối đều bị cậu ta chén ép, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Cảnh thân hành nhét môi cười nói, thật là có tiền đồ. Trước đây cậu đâu có như thế này, cậu vốn là người tự tin, kiêu ngạo, không để ai vào mắt, ở đế đô không ai có thể coi thường cậu. Thế mà hôm nay trông cậu như một oán phụ vậy, Lâm Gia Vi ám nói, tôi cũng đâu có muốn, tôi biết như vậy rất xấu xí, nhưng cậu biết không, tống tinh thần từ đầu đến cuối đều áp chế tôi. Trước kia người khác đều phải ghen tị với tôi, nhưng hiện tại, lòng tự tin của tôi đều đã bị cậu ta hoàn toàn phá hủy. Cậu không hiểu được cảm giác dù cho cố gắng thế nào cũng thành công cốc của tôi đâu. Cảnh thân hành cười lạnh nói, không nhìn ra đấy. Vừa rồi nhìn bộ dạng hèn nhát của cậu ta, chắc cậu ta cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Đừng đánh giá thấp cậu ấy, cậu ấy không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Không đơn giản á? Tôi thật là tò mò, không biết cậu ta không đơn giản thế nào. Tinh Thần và Cảnh Thần hành đấu khẩu làm cho thời gian của buổi trao giải bị lố mất 10 phút, chủ tịch Trần chỉ nói vài câu đơn giản để kết thúc buổi lễ. Khán giả bắt đầu ra về. Tinh Thần cùng lão nhân đi ở cuối cùng, để các tiền bối lập tức rời trước, sau khi toàn bộ khán giả giải tán, Tinh Thần mới đỡ lão phu rời đi. Tiểu Đào và Tương Ca đưa ông cụ về khách sạn nghỉ ngơi trước, còn tinh thần ngồi xe của anh Kiều Thâm và Đàm Ca về phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm vẫn chưa được chuyển đi, vẫn nằm trong tòa nhà thí nghiệm trước đó. Trên xe, Kiều Thâm tức giận nói, Tống Tiểu Thư, Tiểu Tử kia, cô muốn tôi tìm người bắt hắn, cạo của hắn một lớp ra không? Thật là tức chết tôi, hắn ta muốn khiêu chiến với cô thì có thể gặp riêng mà, hắn lại cố ý công khai đối đầu với cô ở lễ trao giải, rõ ràng là đang khi dễ người khác mà hắn thậm chí còn không cho cô bất cứ cơ hội nào để từ chối. Thật đáng ghét. Tinh thần đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô không ngại đấu cùng hắn. 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây, ai biết tương lai ai hơn ai đâu. Cô ấy chỉ không muốn mất đi giáo sư Tôn và từ thành xương đại ca thôi. Đàm ca nhìn tinh thần, hỏi, hay là tôi giúp cô tìm người để mắt tới tiểu tử đó nhé? Tuyệt đối là người có thể tin tưởng, sẽ không bị phát hiện. Tinh thần từ chối, không cần, Tôi biết phương hướng nghiên cứu và phát triển sau này của hắn, chúng ta không nhất định phải thua. Anh đừng hỏi, nếu chúng ta thắng. Chúng ta cần phải bỏ ra thêm nhiều công sức và cần tăng cường nhân sự nghiên cứu. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển phòng thí nghiệm. Hãy tìm một công ty chuyển nhà cẩn thận. Anh hãy theo dõi toàn bộ quá trình, đảm bảo không làm hao hụt, hư hỏng các thiết bị. Những thứ quan trọng thì anh tự chuyển nhé. Tôn Mẫn và Từ Thành Sương sẽ đi cùng các anh để theo dõi. Ngày mai, sau khi chuyển phòng thí nghiệm xong thì lập tức làm việc tiếp chiều mai tôi không có lớp kiều thâm anh đến đón tôi nhé vâng tống tiểu thư với vụ cá cược cùng cảnh thần hành tinh thần sẽ phải dùng hết sức lực để đối phó trong một năm sắp tới cô không thể thua nhất định không thể thua tinh thần ấn sống mũi nhắm mắt nghỉ ngơi điện thoại vang lên là mục đình kiêu gọi cô trả lời điện thoại mục đình kiêu nói tìm chỗ đậu xe đi anh ở phía sau. Tinh thần quay lại, nhìn thấy tiểu quan đang lái chiếc mây bách màu đen của Mục Đình Kiêu đang ở ngay phía sau cô, cách cô hơn 10 mét. Kiều Thâm cũng đã chú ý tới, có nên dừng lại không? Từ lúc ra khỏi hội trường tôi đã thấy rồi, nhưng quá nhiều người, tôi không dám dừng lại. Tìm một nơi thanh tĩnh, dừng lại đi. Vâng, Kiều Thâm tìm được một con hẻm rất hẹp, cuối ngõ là một quán cà phê hai tầng, trong quán mở nhạc nhẹ, không khí yên tĩnh, bên trong không khách. Tinh thần lên lầu trước, ngồi trước cửa sổ đợi Đình Kiêu. Cô gọi một tách cà phê đen đậm, trong quá trình thí nghiệm, cô uống cà phê như nước giải khát, cà phê thông thường đã miễn nhiễm với cô nên cô phải uống cà phê đen đậm. Bà chủ nhà mang cà phê đến, vừa lúc Mục Đình Kiêu đi lên lầu, nhìn thấy cô đang uống cà phê đen, anh liền cầm cốc cà phê lên, đổ vào thùng rác. Những thứ này không tốt cho sức khỏe, em đừng uống nữa. Mục Đình Kiêu ngồi xuống, hôm nay hắn mặc rất bình thường mặc áo polo trắng có, mái tóc rối bù rũ xuống chán. Khuôn mặt nhu hòa, nếu bỏ qua biểu tình nghiêm túc của hắn, trông hắn sẽ như soái ca vườn trường ấm áp. Tinh thần đặt tay lên cằm, nhìn thẳng vào mặt hắn, hỏi, không phải anh nói là không đến sao? Sao em không thấy anh? Anh ở lên lầu. Hắn cau mày hỏi tinh thần, cảnh thân hành rõ ràng là đang nhắm vào em. Trước đây em từng đắc tội hắn chưa? Em chưa gặp hắn bao giờ, nhưng hắn và lâm gia vi là bạn thanh mai trúc mã đang trong mối quan hệ mập mờ hắn đang ra mặt giúp lâm gia vi đúng thế thế em đắc tội lâm gia vi à tinh thần cười sang sảng đương nhiên rồi đâu chỉ đơn giản là đắc tội nếu em không tham gia vào cuộc tranh cử chắc hiện tại hoa khôi của đế đại là lâm gia vi đó sao cậu ta có thể nuốt xuống cục tức này chứ cảnh thân hành đang thay mặt cậu ta đấu lại em đó mới có hơn hai tháng thôi mà khả năng thu hút hận thù của em đúng là quá nhanh. Tinh thần cười nói, cảm ơn, anh quá khen rồi. Cụ đánh cược với cảnh thần hành khác với tống tinh nhật, anh không am hiểu về nghiên cứu khoa học, không thể giúp em được. Wow, bạn trai của cô thật là mạnh mẽ, luôn luôn lo lắng cho cô. Em cần tăng cường nhân lực của phòng thí nghiệm. Em sẽ đưa ra danh sách các khía cạnh cụ thể. Pin sạc cho xe không người lái đã được giải quyết. Quan trọng nhất là động cơ, nếu đi theo hướng cao cấp, chắc chắn phải trang bị động cơ nhập khẩu. Động cơ nhập khẩu vừa đắt tiền lại dễ bị bóp nghẹt. Chúng ta là nhà sản xuất ô tô. Một khi ai đó bóp nghẹt nguồn cung của chúng ta, mọi thứ khác sẽ đều bị ngưng lại. Em muốn phát triển động cơ của riêng mình à? Đúng vậy, Tống Thị hoạt động trong ngành vận tải biển. Động cơ của tàu chở dầu lớn và tàu chở hàng đều được sản xuất trong nước. Tuy động cơ tua bin không sánh bằng ô tô, nhưng nguyên lý đều giống nhau. Em sẽ thử trước, nếu nó không hoạt động, em sẽ mua sau. Mục Đình Kiêu nghiêm túc nói, em không cần lo lắng chuyện động cơ, sẽ không có người dám can thiệp nguồn cung của em. Ô, tinh thần hỏi lại, anh chắc chắn không? Anh sở hữu cổ phần của một số công ty sản xuất ô tô, vì vậy anh khá có tiếng nói. Hả? Anh có cổ phần trong cả mấy công ty sản xuất ô tô lớn ở nước ngoài Á? Ở Nhật và ở Đức đều có. Làm sao anh có thể mua với tư cách là người Trung Quốc thế? Phải biết rằng để đề phòng người Trung Quốc, sợ công nghệ rơi vào tay người Trung Quốc, ngay cả việc mua lại các công ty nước ngoài đang trên bờ vực phá sản cũng phải trải qua nhiều lần xem xét. Mục Bình Kiêu nói, anh có 3 công ty đầu tư tài chính, hai cái ở phố Quân và một cái ở Hồng Kông, tham gia vào các lĩnh vực cổ phiếu, tiền tệ, quỹ. Hắn còn hoạt động trong lĩnh vực tài chính sao? Chẳng trách hắn có cổ phiếu của các công ty ô tô lớn. Chẳng trách lúc đó dương như bán 8% cổ phần, hắn cũng có thể một ngụm nuốt chừng, ông chủ Dương và mấy người chỉ trích cô, hắn trực tiếp ra lệnh bán khống một lúc ba công ty lớn. Hắn nắm trong tay nguồn vốn hoàn toàn dồi dào, tài lực ổn định, đủ để cô không phải lo lắng. Ngành tài chính còn được gọi là cắt tỏi tây, lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng cao và có thể nói là một vốn bốn lời, nhưng đòi hỏi người tham gia phải hiểu biết thị trường và luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Tinh thần hơi kinh ngạc, hỏi hắn, anh có ba công ty mà chưa bao giờ thất thủ à? Công ty có người đại diện, anh chỉ chỉ đạo chung thôi, việc lớn anh chưa bao giờ thất bại, còn việc nhỏ có những người ở dưới lo, anh không cần quan tâm. Bội phục, bội phục. Trong cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên tinh thần biết hắn có hoạt động trong ngành tài chính. Tinh thần làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển vật lý, vô cùng ngưỡng mộ các ông trùm tài chính, hắn lại còn mới 21 tuổi và đã sở hữu ba công ty lớn. Quá ấn tượng. Người làm tài chính đều rất lợi hại. Áp lực có nhiều lắm không? Mục Đình Kiêu liếc nhìn cô, bình tĩnh nói, anh bắt đầu tham gia thị trường từ năm 11 tuổi, đến nay cũng đã 10 năm rồi, chỉ là cho vui thôi. Anh chơi cho vui cũng có thể chơi ra ba công ty tài chính xuyên biên giới, hay anh dạy em chơi chút đi. Không thể chịu nổi ánh mắt có phần khoa trương của cô, Mục Đình Kiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tài chính là hư cấu, thực thể mới là cơ sở để có chỗ đứng trên thị trường. Đừng nghĩ đến những thứ vô dụng này, hãy thu phục cảnh thần hành đi. Vừa nhắc đến chính sự, tinh thần liền thu hồi ánh mắt si mê của mình lại. Cô nói, để tiêu diệt cảnh thần hành, phải dựa vào việc nghiên cứu và phát triển graphene của từ hành xương. Em sẽ cùng anh từ soạn thảo một danh sách thiết bị thí nghiệm. Ở Trung Quốc không có những thiết bị này, chỉ có ở nước mờ, hơn nữa tính bảo mật cũng rất cao, không thể mua được bằng cách thông thường, anh có cách nào lấy được không? Mục Bình Kiêu gật đầu, khi nào thì có thể cho anh thông tin. Tối muộn ngày mai. Đối với dự án nghiên cứu pin graphene, em chắc chắn mấy phần. Một khi trang bị đến, nhất định sẽ là 100%. Nhân tiện, nếu có thể thì anh lấy mấy bộ nhé. Được. Sau khi nói chuyện làm ăn xong, Tinh Thần mỉm cười nhìn Mục Đình Kiêu. Chiều nay anh tổ chức cho em một buổi tiệc chúc mừng đi. Mục Đình Kiêu không thèm nhìn cô một cái liền từ chối, anh không có thời gian. Vậy tối nay ăn tối với ông nhé. Mục Đình Kiêu hỏi cô lão gia sắp về thành phố Esa. Ngày mai ông sẽ rời đi. Mục Đình Kiêu suy nghĩ một chút rồi nói, buổi tối đi, anh sẽ hẹn với lão gia tử. Đôi mắt của tinh thần sáng lên, nhìn anh đầy mong đợi. Em đã giành được giải thưởng, thưởng cho em đi, chiều nay chúng ta hẹn hò nhé. Hắn nhanh chóng từ chối, chiều nay em có lớp. Cô rất ít khi thấy hắn ở trường, cũng không biết hắn có đi học hay không, thế mà hắn còn biết chiều nay cô có lớp đúng là chỉ cho quan thổi lửa không cho dân đốt đèn mà buổi chiều tan học tinh thần được kiều thâm đưa đến phòng thí nghiệm giáo sư tôn nói sắp tiến hành một đợt kiểm tra pin mới nên cô phải theo dõi toàn bộ quá trình vừa bước vào phòng thí nghiệm cô đã lao vào thí nghiệm mà quên mất cuộc hẹn tối nay với mục đình kiêu mục đình kiêu đặc biệt đến khách sạn tìm ông lão trò chuyện với ông hơn hai tiếng cuối cùng ông còn đích thân tiễn hắn ra khỏi khách sạn về phần hai người nói chuyện gì tinh thần không hề biết Ngày hôm sau, lúc 8 giờ sáng, Tinh Thần tiễn ông lão ra sân bay. Trên đường đi, lão nhân tâm tình vui vẻ, suốt đường đi tươi cười. Ông không thắc mắc gì về chuyện cá cược giữa cô và cảnh thần hành, tựa hồ rất yên tâm. Ông đề xuất chuyển công ty khoa học kỹ thuật Tinh Thần đến Đế Đô, giao cho Tinh Thần quản lý. Tinh Thần đồng ý 3 tháng sau, khi máy bay không người lái đã được tung ra thị trường, sẽ chuyển công ty đến. Sau khi tiễn ông già và trên đường trở lại trường, Kiều Thâm nói với Tinh Thần tôi vẫn chưa tìm ra công ty chuyển nhà, mục tiên sinh đã cử đến 20 vệ sĩ để hỗ trợ rồi. Đình Kiêu biết cô sắp chuyển phòng thí nghiệm nên hắn đã cẩn thận, chu đáo sắp xếp để cô không phải lo lắng chuyện gì. Tinh thần gửi tin nhắn cho Mục Đình Kiêu. Anh giúp em chuyển phòng thí nghiệm à? Ừ, quả thực là giống như một cái xưởng nhỏ, một cái bảng tên cũng không có. Hắn dám gọi phòng thí nghiệm của cô là một xưởng nhỏ, tinh thần ngay lập tức gửi tin nhắn. Nó đâu có phải là một xưởng nhỏ một xưởng nhỏ đâu thể phát triển các hệ thống tiên tiến và cho phép máy bay không người lái cất cánh. Hắn hoàn toàn bình tĩnh trước sự kích động của Tinh Thần, 8 giờ tối, biển hiệu sẽ được treo lên, em tự đến cắt băng khánh thành đi. "Ồ, còn có cả lễ treo biển, lễ cắt băng cơ à?" Tinh Thần hỏi, "Anh cắt băng cùng em nhé." "Được, 8 giờ tối gặp lại." Trở lại lớp, có lẽ mọi người đều biết về vụ cá cược giữa Tinh Thần và Cảnh Thần Hành, cô vừa bước vào lớp các nam sinh đã đứng cùng nhau vỗ tay chào đón cô như một anh hùng. Phía sau lớp học, hai lá cờ lớn được cắm, phấp phới trong gió. Một cái ghi ủng hộ Tống Tinh Thần. Cái khác ghi đập chết Trung khoa viện. Các nam sinh cùng nhau hét lớn, Tống Tinh Thần, cố lên, đế đại sẽ đè bẹp mấy tên nhược trí ở Trung khoa viện. Cố lên, chúng tôi đều ủng hộ cậu. Đúng rồi, lớp thiếu niên của Trung khoa viện thì sao chứ, lại dám kiêu ngạo như thế? chúng ta cùng nhau đè bẹp hắn. Nếu cậu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào thì hãy nói nhé. Toàn bộ lớp, khoa và cả trường học sẽ tận lực hỗ trợ cậu đè chớt tên ngốc từ Trung Khoa viện kia. Mọi người nhiệt tình quá, tống tinh thần có chút xấu hổ. Cô mỉm cười với các nam sinh và cảm ơn, cảm ơn các cậu. Trưa nay tôi mời các cậu dùng bữa ở căng tin trên lầu nhé. Các nam sinh trở nên điên cuồng. Wow, hoa khôi giảng đường mời chúng ta ăn cơm này, Mấy người lớp bên cạnh chắc sẽ ghen tị chất mất ha ha Thuê phòng lớn chút nhé Thế mới chứa hết 50 con người ở đây Gia đại sảnh bày ra một cái bàn có thể ngồi được hết mà Tống tinh thần Bây giờ đã có thể gọi món chưa Tôi muốn ăn bảo ngư Bé mập ngay lập tức bảo vệ tống tinh thần Bảo ngư mấy ngàn một phần Cậu muốn làm cậu ấy phá sản à Dù cậu ấy có được học bổng cao nhất Cũng không đủ tiền cho cậu ăn mấy món đó Tinh thần cười nói Không sao cứ gọi đi. Tôi không có tiền thì còn có lớp trưởng tài trợ. Cậu ấy là phú nhị đại đích thực ở thành phố S đó. Trong nhà không thiếu tiền. Đúng là lớp trưởng thường mời các bạn cùng lớp hoàn cảnh khó khăn ăn cơm. Tinh thần về chỗ. Âu Dương Chí Viễn nhìn cô ngồi xuống, hỏi, cảnh thân hành làm sao vậy? Sao cứ nhằm vào cậu thế? Tôi không đắc tội cậu ta. Cậu ta không thể vô duyên vô cớ nhằm vào cậu được. Tinh thần liếc nhìn về phía Lâm Gia Vi, Lâm Gia Vi cũng đang âm thầm quan sát cô. Thấy tinh thần nhìn qua, cô ta nhanh chóng cúi đầu, giả vờ đang đọc sách. Tinh thần cười khẩy, nhìn bóng lưng cô ta, nói, cậu ta và Lâm Gia Vi là bạn thanh mai trúc mã. Cậu có biết cảnh gia ở đế đô không? Âu Dương Chí Viễn giật mình, cảnh gia chuyên sản xuất đồ gia dụng à. Cảnh thân hành là người của cảnh gia sao? Đúng vậy, là con trai thứ ba của cảnh Thế Châu, con út. Hóa ra cậu ta là con trai thứ ba của nhà họ cảnh, cậu ta khác nhiều với tưởng tượng của tôi. Tôi đã từng gặp con trai cả và con trai thứ của nhà họ cảnh, cả hai đều là doanh nhân, hào sảng, giỏi giao tiếp. Cảnh thân hành này hoàn toàn khác với họ, là một thiên tài khoa học. Hắn lo lắng nói, lần này cậu gặp được đối thủ rồi. Tinh thần nhún nhún vai, tôi không nghĩ mình sẽ thua chắc đâu, có khi tôi sẽ thắng đó. Cả lớp đang ồn ào ghi tên các món ăn thì giáo viên chủ nhiệm Trình Nham bước vào lớp nói, mọi người im lặng. Hôm nay có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Còn về cậu ấy là ai thì tôi sẽ không giới thiệu. Mọi người vỗ tay chào đón học sinh mới nào. Ồ, có bạn học mới, tinh thần tò mò ngước lên. Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt, các nam sinh ngảnh cổ chờ đợi, mong đợi là một cô gái, tốt nhất là những người đẹp như Tống Tinh Thần hay Lâm Gia Vì. Nhưng khi nhìn thấy người tới, tất cả đều sửng sốt, tiếng vỗ tay nhiệt tình lập tức dừng lại phòng học rộng lớn lâm vào một mảnh yên tĩnh